Kính thưa quý thầy cô, quý cô chú anh chị, vậy là chúng ta đã đi qua hai buổi của lòng biết ơn, sức mạnh không thể nghĩ bàn. Có lẽ học sinh được đúc kết ngắn gọn nội dung của hai buổi học vừa qua. Buổi một thì chúng ta được cô Thiên Trang chia sẻ công cụ đầu tiên của lòng biết ơn, đó là sáu phép hòa kính, hay còn được gọi là thân hòa đồng trú, công cụ gắn kết giữa các thành viên tạo nên sự kết nối sâu trong một gia đình, sức mạnh của một doanh nghiệp hay sức mạnh trong bất kỳ một tổ chức nào. Buổi 2, chúng ta biết đến lòng biết ơn là công cụ vượt thoát áo đen, thắp sáng thành công, tạo sự kết nối giữa bản thân mình và mọi người xung quanh. Buổi học tuần trước thì đã khép lại với một cái thông điệp vô cùng tuyệt đẹp đúng không ạ? Chắc có lẽ quý thầy cô, quý cô chú anh chị chắc hẳn vẫn còn nhớ cái thông điệp đó ạ. Ai sống trong thế giới của biết ơn thì không tránh khỏi may mắn. Lòng biết ơn của bạn lớn đến đâu thì lãnh thổ của bạn được mở rộng đến đó. Lòng biết ơn thắp sáng cả thế giới. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với buổi 3 của lòng biết ơn. Vâng, chắc có lẽ em cũng xin cả nhà cùng nhau gửi những tràng hoa tươi thắm để chúng ta chào đón cô giáo Thiên Trang xinh đẹp và vô cùng trí tuệ của chúng ta ngày hôm nay, để cô bắt đầu buổi chia sẻ ngày hôm nay với rất là nhiều nội dung vô cùng thú vị. Dạ, em xin kính mời cô ạ. Trang xin cảm ơn Mộng Hợp rất là nhiều. Trang xin gửi lời chào đến tất cả quý thầy cô, quý cô chú, anh chị em có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Hồi nãy Trang thấy cái chương trình yoga đó của cô Ngân Lê mỗi sáng rất là hay. Nhưng mà cái số lượng người mà tham gia đó thì lại không có nhiều. Khi mà Trang được học, sau này khi mà Trang được học đó thì yoga là một trong những cái phương pháp để mà thanh lọc thân tâm của mình cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Có thể nói đó là một cái phương pháp mà có thể nói là tốt nhất ở trong đặc biệt là những cái động tác vặn xoắn. Cô Ngân Lê chỉ chia sẻ những cái động tác rất là cơ bản rồi, những cái động tác vặn xoắn rất là cơ bản, nhưng mà đó chính là những cái động tác mà để giúp đẩy những cái gọi là thán khí, tức là những cái khí mà nó bị ứ tắc ở bên trong mình ra, những cái khí ô trọc, những cái khí mà nó bị ứ tắc như vậy đó, thì nó sinh ra những cái cảm xúc tiêu cực, những cái phiền não, những cái cảm xúc tiêu cực. Và khi mà chúng ta làm những cái động tác của yoga đó là nó giúp đẩy những cái khí đó ra và nó đưa những cái khí thanh khiết của một cái ngày mới vào trong cơ thể của chúng ta, vào trong tâm trí của chúng ta. Và cái khí thì vô cùng quan trọng đúng không ạ? Khí thì vô cùng quan trọng. Vì sao trong cơ thể mình cần có khí? Cái prana đó, những cái luồng khí bên trong đó nó làm gì? Nó giúp hỗ trợ cơ thể chúng ta cho máu huyết lưu thông, cho chúng ta, ví dụ chúng ta ăn, chúng ta nuốt vào chẳng hạn. Tất cả những cái đó nó đều cần một cái lực ở bên trong. Và cái lực ở bên trong đó nó đến từ những cái dòng khí này. Cho nên nếu như mà chúng ta có những cái động tác yoga đơn giản thôi, mỗi ngày hít thở của chúng ta tốt hơn, thì tự nhiên là cái cơ thể của chúng ta cũng trở nên thanh tịnh hơn, cũng trở nên dễ kết nối thân và tâm của mình. Và khi mà chúng ta có được cái sự kết nối thân tâm đó, nó có một cái sự hòa hợp giữa thân và tâm, thì chúng ta sẽ thấy là cái tinh thần của chúng ta nó khác đi, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta tiếp nhận những cái điều tốt đẹp ở trong cuộc sống nó dễ dàng hơn. Còn chỉ cần có những cái khối tắc nghẽn ở bên trong cơ thể, khi mà khí đi đến đâu thì huyết đi đến đó, có nghĩa rằng là cái khí mà nó chạy được tới đâu thì cái máu huyết nó sẽ lưu thông được tới đó. Và khi máu huyết lưu thông được thì những cái tế bào nó được nuôi dưỡng, nó sinh sôi nảy nở rồi, và nó cho mình một cái nguồn năng lượng sống. Cho nên là Trang rất là khuyến khích quý cô chú anh chị em, nếu mà được thì chúng ta hãy chỉ có 20 phút thôi, rất là đơn giản. Thậm chí nếu như mà chúng ta hôm ấy chúng ta có thể chúng ta học những cái động tác đó, rồi bất cứ lúc nào ở trong ngày đó, nếu mà chúng ta cảm thấy là cơ thể chúng ta nó mệt mỏi, nó mất năng lượng đó, chúng ta chỉ cần tập lại vài cái động tác như vậy thôi, chỉ cần những cái vặn xoắn thôi, thì tự nhiên là cái cơ thể của chúng ta nó bắt đầu nó được phục hồi trở lại. Rồi, Trang xin phép ngày hôm nay mình lại tiếp tục đi vào cái buổi thứ ba của lòng biết ơn. Và sorry Mộng Hợp, hồi nãy sáu cái phép hòa kính đó Mộng Hợp, sáu cái phép hòa kính đó, thì thân hòa đồng trú chỉ là một phép hòa kính thôi trong sáu phép, chứ không phải là sáu phép hòa kính đó có nghĩa là thân hòa đồng trú, mà nó có thân hòa đồng trú nè, rồi nó có là khẩu hòa vô tranh,
tức là những cái lời nói không có, người ta lời nói mà hòa hợp với nhau thì không có tranh cãi với nhau, rồi có ý hòa đồng duyệt, tức là cái ý hòa hợp với nhau thì sẽ cùng vui vẻ với nhau, đúng không ạ? Ý hòa cùng vui đó, rồi giới hòa cùng tu, tức là mình sẽ cùng nhau để mà mình tu tập, mình tuân thủ theo một cái giới luật nào đó, mình đồng thuận với cái sự đó thì tự nhiên mình cũng giữ được cho cái tổ chức của mình, hay là trong gia đình của mình, hay trong mối quan hệ của mình, nó có những cái quy tắc chung, những cái nguyên tắc chung mà chúng ta cùng tuân thủ thì tự nhiên nó có một cái sự hòa hợp. Rồi kiến hòa đồng giải, tức là chúng ta bắt đầu có những cái quan điểm, những cái tầm nhìn, những cái tư duy cùng với nhau, và cuối cùng là cái gì, lợi hòa đồng chia đó ạ, tức là những cái lợi ích chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Thì đó là sáu cái phép hòa kính. Trang nói ở đây là một cái trật tự mà nó không có giống như cái trật tự bữa Trang chia sẻ, nhưng mà sáu cái thì nó nằm ở trong đó thôi. Rồi sáu cái phép hòa kính đó là nền tảng cơ bản, bởi vì nó xuất phát từ cái lời giảng dạy của Đức Phật khi mà các cái môn đệ của Ngài bắt đầu có những cái sự chia rẽ. Tại vì các môn đệ của Đức Phật thì cũng giống như anh em ở trong một cái gia đình, nhưng mà bắt đầu có một cái sự phân rẽ, bắt đầu có cái sự chia rẽ, bắt đầu phán xét lẫn nhau, thì Đức Phật mới dạy sáu cái phép hòa kính này để mà có thể tạo ra một cái sự hòa hợp, tạo ra sức mạnh. Bởi vì tâm chúng ta tốt mà, chúng ta muốn mang những cái điều tốt đẹp đến cho mình và cho người, thì chúng ta cần phải hiểu cái sáu cái phép hòa kính này để chúng ta tạo ra cái sức mạnh, thì nó mới lan tỏa được những cái giá trị tốt đẹp, và nó mới có thể nó gia tăng được cái sức mạnh cho cái tập thể, cho cái đội nhóm của chúng ta. Rồi bây giờ Trang xin phép được được đi vào cái ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục học về cái cách làm thế nào để vượt thoát hố đen, bởi vì đây là cái khó nhất, đúng không ạ? Đây là cái khó nhất. Trang không biết là ở đây quý cô chú anh chị em, sau khi mà mình học xong đó, sau hai cái buổi học xong đó, mình về mình có ngồi xuống mình liệt kê ra, mình ngồi mình liệt kê ra những cái hố đen nào mà mình đang có, đúng không ạ? Mình liệt kê ra coi cái mình có những cái dạng hố đen nào mà nó đang hút cái năng lượng của mình, nó đang làm cạn kiệt cái năng lượng của mình, có không ạ? Hoặc là những cái gì mà nó làm cho mình dễ bị tiêu cực, dễ bị tức giận, dễ bị nóng giận, dễ bị tổn thương, dễ bị khó chịu. Tất cả những cái đó nó đều là những cái hố đen ở bên trong tâm trí của mình. Như vậy thì chúng ta có liệt kê ra được một mớ nào chưa ạ? Rồi, và sẽ có những cái hố đen chúng ta thấy rằng ô, nói sáu cái bước để mà vượt thoát hố đen nghe nó có vẻ dễ, đúng không ạ? Nhưng mà khi thực hành thì có ai thấy khó không ạ? Để Trang nghe. Chúng ta khi quý cô chú anh chị, nếu mà được á, nếu mà tiện đó, thì mình có thể tương tác ở trên ô chat nha. Chúng ta có thể nhắn cho Trang biết, tại vì Trang cần biết là quý cô chú anh chị đã có thể cảm nhận cái điều này như thế nào, đã bắt đầu nhìn nhận vào trong những cái hố đen của mình như thế nào, để Trang biết mà cái tốc độ Trang đi cái chỗ nào nhanh, cái chỗ nào chậm nha. Chứ còn nếu không á, là Trang sẽ đi theo tốc độ của Trang, là tốc độ của tên lửa đó, là Trang sẽ đi rất là nhanh qua. Cho nên là quý cô chú anh chị có bất kỳ một cái thắc mắc nào hay cái gì chưa rõ, có thể để lên ô chat, và mộng hợp có thể theo dõi, rồi xong rồi cuối buổi có thể chia sẻ với Trang để Trang biết mà Trang làm rõ thêm cho quý cô chú anh chị nha. Ok, vậy thì nếu mà cái hố đen là cái mà rất khó để vượt thoát, rất khó để vượt thoát, vậy thì chúng ta có cái cách nào, chúng ta có cái phương cách nào để chúng ta vượt thoát hay không? Chúng ta có những cái công cụ nào để mà giúp chúng ta vượt thoát? Làm sao để chúng ta có thể thay đổi nhận thức về những cái hố đen mà nó có thể gây tổn thương cho chúng ta rất là nhiều? Thì bây giờ Trang xin phép chia sẻ màn hình, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung nói vào những cái công cụ đó. Rồi. Nhắc bài lại chút xíu ha. Chúng ta nhớ là có cái sáu cái bước, giống như một cái quy trình khi mà chúng ta vượt thoát hố đen và chúng ta chạm đến cái thành công của mình. Cái bước đầu tiên là chúng ta phải thắp sáng. Muốn thắp sáng được, chúng ta phải nhận diện được cái hố đen của mình. À, chỗ nào là cái hố đen? Phải thấy được cái hố đen thì mới biết thắp sáng ở cái chỗ nào. Còn nếu chúng ta không thấy thì chúng ta không biết, chúng ta thấy là ô, đâu có cần thắp sáng đâu. Không cần phải làm gì cả, bởi vì nếu chúng ta không thấy. Còn nếu chúng ta thấy thì tự nhiên chúng ta sẽ
biết rằng à ngay đó là cái điểm mà mình cần phải nỗ lực hơn để mà mình thắp sáng thôi đèn đó. Rồi khi mà mình bắt đầu mình đưa cái ngọn cái ánh sáng của nhận thức, đúng không ạ, cái ánh sáng của một cái sự hiểu biết mới, một cái sự hiểu biết trí tuệ vào trong đó, để chúng ta bắt đầu chúng ta có một cái nhận thức mới, thì cái ánh sáng đó nó có thể nó bắt đầu nó thắp lên và nó làm cho chúng ta bắt đầu chúng ta rõ ràng dần. À, bây giờ cảm xúc của chúng ta nó không bị cuốn vào trong những cái cảnh mà xảy ra nữa, mà chúng ta bắt đầu chúng ta có một cái sự hiểu biết, có nhận thức. Vì sao cái người đó lại nói cái lời đó? Vì sao cái con người đó mình cần phải biết ơn? Vì sao, làm sao để mình chạm được vào cái lòng biết ơn sâu sắc với những người xung quanh mình? Họ có thể có những cái bất như ý, họ làm những cái điều mà mình không có cảm thấy hài lòng, nhưng mà làm sao mình có thể biết ơn họ? Thì khi mình bắt đầu có cái ánh sáng của trí tuệ vào rồi, thì mình bắt đầu mình nhìn nhận ra được, à, đây là cái nơi mình cần biết ơn. Không ai trên thế giới này mà không xứng đáng với lòng biết ơn của mình cả. Cho nên là mình tìm kiếm những cái điểm để mình biết ơn ở đây. Nhưng mà rồi vẫn có những cái tình huống rất khó. Mình muốn biết ơn lắm, mình nói biết ơn, mình về mặt ý thức, về mặt logic, tâm trí rõ ràng của mình nói rằng mình cần biết ơn. Nhưng mà đâu đó bên trong mình nó vẫn có cái sự chống đối, nó vẫn chưa đủ thuyết phục. Thì mình cần có những cái bước đột phá. Cái bước đột phá đó, đó để giúp cho mình đi sâu vào, chạm sâu vào trong những cái điều mà nó có thể gây cái xúc động cho mình. Làm sao mình có thể biết ơn được một người khác? Mình trân trọng người ta. Làm sao mình trân trọng được? Mình quen thuộc quá rồi. Ông chồng là ông ở đó, ông sống với mình bao nhiêu chục năm nay rồi, quen thuộc quá rồi. Làm sao mà mình thấy trân trọng được? Thì chúng ta phải đi tìm kiếm, chúng ta phải như những nhà khảo cổ, chúng ta đào sâu vào, đào bới vào, chúng ta tìm thấy những cái điều mà hồi trước giờ đó, chúng ta nhờ có người đó mà chúng ta mới có được những cái gì chúng ta đang có. Thông thường chúng ta chỉ biết ơn một cái người khi mà chúng ta thấy rằng là chúng ta rơi vào bế tắc, đúng không ạ? Chúng ta rơi vào bế tắc, chúng ta cảm thấy là bó tay rồi, thì tự nhiên ai đó cho chúng ta một cái giải pháp. Lúc đó chúng ta bừng sáng lên và lúc đó chúng ta thấy biết ơn người đó vô cùng. Lúc mà chúng ta gần như là chúng ta không biết cái đường nào để mà thoát ra, thì có ai đó xuất hiện và chúng ta thấy đó như một cái vị thiên thần và chúng ta biết ơn vô cùng. Nhưng mà có những cái người họ xuất hiện ngày ngày ở đó, họ làm những cái điều tốt đẹp cho chúng ta ngày ngày ở đó, nhưng mà chúng ta không thấy. Nhưng mà chúng ta không thấy, chúng ta thấy nó bình thường. Đúng không ạ? Ngày thứ nhất có thể chúng ta biết ơn, chúng ta đang ngồi học như thế này, có ai đó bưng một cái ly nước tới cho chúng ta để cho chúng ta uống, để chúng ta đỡ khô cổ trong lúc chúng ta ngồi học, chúng ta tập trung học hay chúng ta tập trung làm việc. Nếu cái người đó làm cái lần đầu tiên cho mình biết ơn vô cùng, mình thấy cảm động lắm. Đúng không ạ? Trái tim của mình nó trào lên một cái cảm giác xúc động, đúng không ạ? Nhưng mà lần thứ hai người ta cũng tiếp tục làm, lần thứ ba người ta cũng tiếp tục làm như vậy, lần thứ tư cái mình thấy chuyện đó bình thường, thậm chí ngày nào mà người ta không mang cái ly nước tới cái mình thấy tức giận. Đúng không ạ? Mình thấy bực mình. Ủa tại sao không có quan tâm tới mình? Tại sao không mang nước tới cho mình? Đúng không ạ? Đó là cái tâm trí của con người chúng ta như vậy. Cái tâm trí vô ơn đó. Cái gì mà nó trở thành quen thuộc thì chúng ta coi nó là mặc nhiên, nó là hiển nhiên. Và khi chúng ta coi một thứ là hiển nhiên thì ở đằng sau đó là sự vô ơn. Đúng không ạ? Ai đó mà chăm sóc chúng ta nhiều quá, chu đáo quá, cái chúng ta thấy cái chuyện đó nó bình thường. Chúng ta thấy chuyện đó nó bình thường. Và khi chúng ta thấy cái chuyện đó nó bình thường, rồi chúng ta đến một lúc chúng ta thấy nó là hiển nhiên, chứ người đó phải làm như vậy với mình. Và bây giờ họ không làm nữa thì chúng ta tức giận. Có một cái câu chuyện ở chúng ta hay cái này, khi mà những ai mà học và ở trong ngành marketing này kia đó, thì hay có hay nghe cái câu chuyện vì sao người ta hay tạo ra cái sự khan hiếm cho thị trường. Bởi vì khi mà thị trường mà nó có cái cảm giác khan hiếm đó, thì khi mà người ta có một cái món đồ gì đó người ta rất là quý. Giống như iPhone vậy đó, khi mà ra đời một cái sản phẩm mới là người ta rất giỏi trong cái chuyện tạo ra sự khan hiếm. À, cái dòng này chỉ có số lượng là bao nhiêu đó thôi. À, ai mua được trong những cái ngày đó thì mới có được cái sản phẩm, còn không là phải chờ đợi rất là lâu và người ta phải xếp hàng. Xếp hàng có khi xếp hàng cả đêm qua đêm chỉ để mua một cái điện thoại, đúng không ạ? Người ta tạo ra cái sự khan hiếm đó. Thì ở trong cái câu chuyện đó, nó cái câu chuyện kinh điển mà chúng ta hay nghe đó là có một cái người ăn xin đó, họ ngồi ở cái góc đường, thì
thì ngày nào họ cũng ngồi ở đó, có một cái ông cụ ăn xin thôi, ông ngồi ở đó và ngày nào cũng ông cũng ngồi và ông xin, thì có người đi qua dừng lại cho ông một cái gì đó, có người không có cho, và ông cứ một cái giống như là bữa đói bữa no, không thu nhập không ổn định. Thì có một cái chàng trai mới chuyển về thuê một cái căn hộ ở trong cái khu vực đó, và mỗi ngày chàng trai đi ra, chàng trai này thì rất là giàu lòng trắc ẩn và nhìn thấy ông cụ ngồi ở đó, biết là ông cụ có những ngày thấy ông cụ đói lả, thấy ông cụ mệt. Chàng trai này thì cũng không phải là giàu có gì, cũng là một cái người công nhân bình thường thôi, và chàng mới quyết định là chàng mỗi ngày chàng trích ra cái thu nhập của mình đó, trích ra 5.000 đồng để tặng cho ông lão, để mà ông lão có đủ tiền để mua cho mình một cái ổ bánh mì, cho mình một cái ổ bánh mì để ăn. Và ngày nào chàng trai này cũng cũng trích ra 5.000 đồng để cho ông lão đó, đều đặn như vậy suốt năm này qua năm nọ. Thì cho đến một ngày thì chàng trai mới lấy vợ, và khi chàng trai lấy vợ thì bắt đầu cuộc sống nó khó khăn hơn, bởi vì thu nhập của chàng trai này thì vẫn như vậy, bây giờ lại có thêm một miệng ăn nữa, cho nên là cuộc sống khó khăn hơn. Và chàng bắt đầu mỗi ngày chàng vẫn đi ngang cái ngã ba đường đó và vẫn gặp ông lão. Và lần này thì chàng bớt xuống, chàng bớt xuống là thay vì cho ông lão 5.000 thì bây giờ chàng nói rằng là chàng cho ông lão 2.000 thôi, 2.000, rồi còn là rồi chàng tại vì cái thu nhập của chàng nó càng ít đi, và chàng cứ cho ông lão 2.000. Thì ban đầu ông lão cầm 2.000 đồng, ông lão rất là ngạc nhiên, xong rồi ngày thứ hai lại tiếp tục 2.000, ngày thứ ba lại tiếp tục 2.000, ông lão trở nên rất là tức giận và ông lão nói rằng là tại sao chỉ có 2.000 thôi, bình thường cho 5.000 mà tại sao bây giờ chỉ có 2.000. Và cái chàng thanh niên nói rằng là ôi dạ, tại vì con có vợ và bây giờ con phải nuôi thêm một miệng ăn nữa, nên là con không có nhiều tiền, thì con cứ chia sẻ với ông, con có bao nhiêu thì con chia sẻ bấy nhiêu. Và ông lão rất là tức giận luôn, và ông lão nói là chính vợ cậu đã cướp đi 3.000 của tôi. Đúng không? Cho nên đó, thực ra đó đó là một một cái câu chuyện, nó như là một cái ví von để cho chúng ta hình dung, để cho chúng ta hình dung rằng là à, ở trong cuộc sống đó, khi mà chúng ta làm một cái điều gì đó, chúng ta giúp cho người khác, tức là chúng ta làm một cái điều tốt đẹp gì đó cho người khác, mà nếu như chúng ta cứ làm thường xuyên đều đặn, thì cái tâm trí của cái người nhận sẽ tới một lúc sẽ bắt đầu có cái sự vô ơn, sẽ bắt đầu thấy rằng là ô cái mặc nhiên là cái cậu này phải chăm lo cho mình, cái cậu này phải cho tiền mình, cái cậu này phải cho mình một cái số tiền như là mình mong đợi, như là mình kỳ vọng. Còn nếu như mà nó khác đi thì tự nhiên mình cảm thấy rất là tức giận, đúng không ạ? Cái sự vô ơn nó ở sẵn ở đó, nó nằm sẵn ở trong con người của chúng ta, đúng không ạ? Nó bộc phát ra khi mà chúng ta không có giữ cái lòng biết ơn của mình mỗi ngày, khi chúng ta không nhắc nhở mình về lòng biết ơn mỗi ngày, khi chúng ta không tìm kiếm để đột phá, thì cái sự vô ơn nó sẽ như vậy. Cũng giống như mấy cái đứa bé mà ngày nào chúng ta cũng cho kẹo nó hết, ngày nào cũng cho nó ăn kẹo hết, tới một ngày không cho nó ăn kẹo thì nó bắt đầu nó tức giận, nó nói những cái lời nặng nề tổn thương, nó nói những cái lời hỗn hào, đúng không ạ? Bởi vậy cho nên là cái điều mà chúng ta cần là gì? Cái điều mà chúng ta cần chính là chúng ta thực hành cái lòng biết ơn, và chúng ta đi tìm kiếm, chúng ta xem coi chúng ta đã vô ơn với những người thân, với những người xung quanh mình, với những cái người mà họ đã đến với cuộc sống của mình, mang lại những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình như thế nào, và chúng ta tìm kiếm, chúng ta đột phá vào trong đó. Có một bà một chị bạn kể với Trang rằng là hai vợ chồng chị chia tay với nhau vì anh chồng này, chị thấy là anh chồng ảnh càng ngày thì ảnh càng sống trong gia đình đó thì càng ngày thấy ảnh càng tệ, càng ngày thấy ảnh càng tệ, và chị không có chấp nhận nổi. Tới một lúc chị cảm thấy chị thì cái công việc của chị thì đi làm ở trong một cái môi trường nước ngoài cao cấp, càng ngày thì càng xinh đẹp hơn, càng ngày thì mức lương càng cao hơn, vị trí càng cao hơn, và cảm thấy rằng là mình có cái giá trị, mình càng ngày cái giá trị của mình càng được nâng cao lên. Trong khi anh chồng á thì ảnh làm viên chức nhà nước, cho nên là cái công việc của ảnh á thì ít bận rộn hơn cái người vợ. Thì ban đầu thì ảnh thay cho vợ chăm chút
ở trong gia đình, cuộc sống trong gia đình, con cái, đưa đón con đi học rồi làm như vậy. Và ảnh cứ đều đặn như vậy, cái công việc cứ đều đặn rồi. Vợ thì đầu tắt mặt tối, tại vì làm cho công ty nước ngoài mà, cho nên rất là bận rộn. Lương càng cao, vị trí càng cao thì càng rất là bận rộn và không có thời gian để mà chăm sóc cho gia đình. Thì ảnh lãnh cái phần chăm sóc, rồi con cái cũng lớn, con cái nó cũng bắt đầu lớn thì ảnh rảnh rỗi. Thì bắt đầu những cái buổi tối buồn, tại vì về nhà thì con thì nó học bài, vợ thì cũng chưa về. Thế là ảnh bạn bè rủ rê thì thế là đi nhậu. Đi nhậu thì biết rồi, những cái cuộc vui đó nó cứ cuốn vào. Và càng ngày chị bạn mình thấy chồng mình trở nên một cái người mà càng ngày càng mất đi giá trị. Tại vì anh không có làm được gì, anh cũng không có cầu tiến, anh không có một cái sự thăng tiến nào ở trong công việc. Lương thì cả chục năm nay nó vẫn y như vậy, nó cũng không có tăng lên được bao nhiêu. Rồi cái cuộc sống thì càng ngày càng tệ hơn. Bây giờ lại thêm nhậu nhẹt, lại suốt ngày đi với bạn, về thì người thì dơ hôi mùi rượu rồi. Nói chung là cảm thấy càng ngày càng tệ và chị quyết định là chia tay. Và khi mà hai người chia tay á, khi hai người chia tay đó, thì sau này thì chị mới học về lòng biết ơn. Và lúc chị chia tay thì chị thấy là anh chồng này đáng bị chia tay. Nói chung là mặc dù là con cái rất là phiền não, mặc dù là nó cũng không có, cái cuộc chia tay đó nó cũng không có tốt đẹp gì, nhưng mà chị thấy rằng là cái việc này nó đúng, chị xứng đáng với cái điều tốt đẹp hơn. Cho nên là chị cảm thấy rằng là cái này là đúng rồi. Nhưng mà cho đến khi chị học về lòng biết ơn, cho đến khi chị học về lòng biết ơn, và chị cảm thấy rằng là không thể biết ơn người chồng mình được. Nhưng mà khi càng học càng đào sâu đi tìm những cái bước đột phá như thế này, thì chị nhớ lại những cái ngày mà chị nằm ở trên cái bàn mổ khi sinh con đó. Thì chồng chị ngồi đó vuốt cái tay của chị, những cái lúc mà chị đau đớn đó, chồng chị nói rằng là ước gì anh có thể đau thay cho cái đau của em. Chị bắt đầu chị đi tìm kiếm lại những cái khoảnh khắc mà hai vợ chồng đã từng có, và những cái gì mà anh đã nói với chị, và cái cách mà anh đã chăm lo cho con cái để cho chị có một cái sự nghiệp thăng tiến, cái cách mà anh đã chu toàn cho gia đình để con cái đưa đón đầy đủ, đúng không ạ? Để mà chị có được cái cơ hội để mà đi ra ngoài, có thời gian để đi chăm sóc bản thân, đúng không ạ? Có thời gian đi spa, có thời gian để đi làm đẹp, có thời gian để chăm chút cho bản thân mình, có thời gian để cống hiến cho công việc và có được cái sự thăng tiến ở trong công việc. Nhưng mà chị không nhìn thấy cái điều đó trước đây. Chị chỉ thấy rằng đó là một cái người chồng quá tệ, cái người chồng không có cầu tiến. Cái người chồng mà lúc nào cũng chỉ lẩn quẩn, đụng cái là chỉ nói chuyện con cái, nói chuyện gia đình, không có nói được những cái chuyện giống như chị đang tiếp xúc, tiếp cận với những cái kiến thức hiện đại, những cái gì mà nó hiện đại, mà trong công việc chị được đi nước này nước kia, chị được học hỏi cái này cái nọ. Và chị thấy cái người chồng của mình trở nên thấp kém. Và khi mà chị bắt đầu chị quay trở lại với những cái giá trị thật sự đó, thì chị thấy rằng là chưa có một cái người nào ở trong cuộc đời của chị mà tốt với chị đến như vậy. Chưa có ai mà đã sẵn sàng chăm lo cho chị đến như vậy. Và lúc đó chị mới trào lên cái cảm xúc biết ơn. Lúc đó chị mới ứa nước mắt vì biết ơn chồng. Chứ còn trước đó chỉ có những cái lời oán trách, những cái lời phán xét, những cái chê bai chỉ trích. Cho nên khi mà chúng ta làm cái công việc của một nhà khảo cổ, chúng ta đào sâu vào, chúng ta tìm kiếm, chúng ta đột phá vào trong đó, thì chúng ta sẽ nhìn ra được. Và nếu chúng ta cứ giữ cái điều đó, chúng ta lặp đi lặp lại những cái điều đó, những cái hạt giống tốt đẹp đó, chúng ta thấy giữ cái lòng biết ơn, cái sự trân trọng đó, thì mỗi ngày chúng ta sẽ kết nối được vào với cái cảm xúc biết ơn ở bên trong mình. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy là những cái hạt giống biết ơn nó được nuôi dưỡng, những cái cảm xúc trân trọng giữa những cái con người với nhau được nuôi dưỡng, thì từ đó chúng ta mới sống ở trong một cái sự hòa hợp được, và chúng ta mới có được hạnh phúc, mới có được bình an. Còn nếu không, chúng ta cứ chạy theo những cái ảo ảnh ở bên ngoài. Và khi đó thì bắt đầu xây dựng lại cái sự kết nối. Thì chị bắt đầu chị xây dựng lại cái sự kết nối. Hồi trước giờ là chị không bao giờ muốn nói chuyện với ông chồng, thậm chí là gặp nói chuyện cũng ngán, tại vì không có gì để nói hết. Thì chị bắt đầu chị xây dựng lại cái sự kết nối, bắt đầu chị âm thầm, chị gửi cái lòng biết ơn của mình đến cho anh. Chị âm thầm, chị gửi, chị chuyển cái lòng biết ơn của mình đến cho anh. Rồi bắt đầu tới một ngày, thì tự nhiên chị thấy là chồng chị bắt đầu nhắn tin lại, hỏi là chị
con cái như thế nào, hỏi thông tin về con cái thôi. Nhưng mà trước thì chẳng bao giờ hỏi, và hồi trước thì chẳng bao giờ hai người nói được một câu tử tế với nhau, và bây giờ họ nói được những cái câu tử tế với nhau và họ có thể trao đổi với nhau được về con cái, trong khi trước đó thì rất là khó, đúng không ạ? Và bắt đầu có một cái sự hài hòa trong trong cái nói chuyện với nhau. Dĩ nhiên bởi vì mỗi người đã có một cái con đường của mình rồi. Có những người thì còn đủ nhân duyên, họ còn nợ nần nhau cho nên là họ còn quay lại với nhau được. Nhưng mà cũng có những người họ hết duyên rồi, họ không quay với nhau được, là bởi vì mỗi người đều có một cái con đường khác, mỗi người đều có những cái hành trình mới rồi, thì họ không quay lại với nhau được. Nhưng mà ít nhất họ có được cái sự hài hòa trong suy nghĩ, họ cùng đồng thuận những cái vấn đề mà liên quan đến những cái đứa con chung của mình, đúng không ạ? Để mà khi mà họ nói ra một cái điều gì, họ không còn bực tức, họ không còn tức tối, họ không còn phán xét nhau, họ không còn, họ trao đổi với nhau một cách rất là bình đẳng và tôn trọng cái ý kiến của nhau, cái quan điểm của nhau, và họ xây dựng được một cái mối quan hệ tốt đẹp, và họ giống như là trở thành hai người bạn mà có chung những cái đứa con, trân trọng nhau, biết ơn nhau và sống với nhau một cách mỗi người có một cái cuộc sống riêng nhưng mà rất là hòa thuận, và những cái đứa con nó hạnh phúc hơn rất là nhiều. Những cái đứa con thì nó không thể nào mà vì ba mà ghét mẹ hay vì mẹ mà ghét ba được, mặc dù là ba và mẹ ghét nhau. Nhưng mà nếu ba và mẹ mà vui vẻ hoan hỷ với nhau thì những đứa con nó cũng bình an, nó cũng hạnh phúc hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Cho nên chúng ta cần phải hiểu cái điều này để mà chúng ta đột phá để xây dựng lại những cái mối quan hệ ở xung quanh mình. Và khi mà chúng ta gửi cái lòng biết ơn đi thì cái lòng biết ơn nhiều hơn nó sẽ được trở về. Nó có một cái nguồn năng lượng tích cực, đúng không ạ? Nó vận hành giữa hai con người này với nhau. Như vậy chúng ta nhớ rằng là lòng biết ơn là cái công cụ của tâm trí. Và lòng biết ơn nó không chỉ có lời nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Nó là hành động. Nó là một cái sức mạnh không thể nghĩ bàn. Và nó có cái khả năng thắp sáng thế giới. Buổi trước mình đã học rồi, đúng không ạ? Vậy thì những cái hố đen đó, nó đến từ cái gì? Nó đến từ cái gì? Vì sao có những cái hố đen? Chúng ta thấy rằng là có những cái hố đen á, thì nó đến từ những cái việc mà chúng ta, ví dụ như là chúng ta lan man, chúng ta suy nghĩ quá nhiều, đúng không ạ? Tâm trí của chúng ta sao lãng, rồi chúng ta không có chịu quan sát, cảm nhận một cách sâu sắc, chúng ta sống hời hợt, cạn cợt ở trên bề mặt, đúng không ạ? Rồi chúng ta bị căng thẳng, bị lo âu, lo lắng, rồi chúng ta không biết trân trọng bản thân mình hay trân trọng người khác. Nhưng mà gốc rễ của những cái hố đen nó sinh ra từ đâu? Nó sinh ra từ cái tâm tham. Tham, sân, si, mạng. Mạng là cái sự kiêu mạn, cái sự nghi. Nghi là cái đa nghi, nghi ngờ. Và cái kiến là những cái quan điểm của chúng ta. Chúng ta có những cái chấp, những cái quan điểm của chúng ta, có những cái sự hiểu sai mà chúng ta bám chấp vào trong đó. Thì chúng ta bắt đầu phán xét thế giới của mình. Tham là chúng ta thích, đúng không ạ? Chúng ta thích một cách vô minh, thích không thích, đúng không ạ? Thích vô minh, không thích vô minh. Có nghĩa rằng là chúng ta bị cuốn vào trong một cái gì đó, chúng ta yêu thích một cái gì đó, chúng ta thích người chồng nói những cái lời ngọt ngào với mình, lúc nào cũng phải ngọt ngào với mình, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta không cảm nhận được cái sự ngọt ngào, tai chúng ta chỉ muốn nghe những cái lời đường mật ngọt ngào, những cái lời mà vừa ý mình. Cho nên khi mà một cái lời mà nó không có giống như cái ý của mình thì chúng ta nổi sân lên, chúng ta bắt đầu chúng ta tức giận. Đó là những cái hố đen. Chúng ta không nhìn được vào bản chất của vấn đề mà chúng ta chỉ nhìn vào những cái, chúng ta bám chấp vào trong những cái cảm xúc của mình và chúng ta tạo ra những cái hố đen ở trong đó. Cái quan điểm của chúng ta, cái nhìn của chúng ta, cái tham, cái sân, cái si. Si là một cái mơ hồ, chúng ta không biết đâu là đúng sai, đâu là sự thật. Chúng ta chỉ biết cái mình biết. Chúng ta xem mình là trung tâm của cái vũ trụ này và chúng ta chỉ xoay quanh mình thôi, đúng không? Chúng ta chỉ xoay quanh cái sự ích kỷ của cá nhân mình thôi. Rồi chúng ta có cái sự kiêu mạn, cái tôi của chúng ta, đúng không ạ? Khi đã là cái rốn của vũ trụ rồi thì chúng ta chỉ thấy bản thân mình và chúng ta trở nên kiêu mạn. Chúng ta trở nên là mình là quan trọng, mình tốt hơn người khác, đúng không ạ? Mình tốt hơn, đúng không ạ? Cái kiêu mạn thì nó có nhiều cái cấp độ của kiêu mạn. Tự ti cũng là một dạng kiêu mạn, cũng vẫn là coi trọng cái tôi của mình thôi. Ti liệt mạn, đó là cái cấp độ thấp nhất của những cái người mà nói là thôi mình, người ta giỏi người ta làm, mình không có giỏi nên mình không có làm được. Những cái kiểu nói như vậy, những cái kiểu nói yếm thế, những cái kiểu nói đó cũng là cái sự kiêu mạn, đó cũng là một cái sự kiêu mạn. Đúng không? Kiêu mạn nó có nhiều dạng thức, đúng không? Còn mình người lúc nào mình cũng thấy mình giỏi hơn người khác, đó là mạn, quá mạn, đúng không? Rồi người ta
người ta cũng giỏi như mình nhưng mà mình thấy người ta thấp kém hơn. Mình nói chung là nó có nhiều cái cấp độ của cái sự kiêu mạn, và kiêu mạn là một trong những cái mà nó làm tổn phước chúng ta nhiều nhất, nó làm tổn phước chúng ta, đúng không? Nó làm cho chúng ta bị mất đi tất cả những cái giá trị đẹp đẽ, và nó làm cho chúng ta trở nên vô ơn rất là nhiều, đúng không? Rồi những cái nghi ngờ, những cái mà chúng ta lúc nào tâm trí của chúng ta cũng không có cái sự tin tưởng rồi, rồi những cái suy nghĩ, những cái tà kiến hay là những cái chấp chấp thủ của chúng ta, đó là những cái gốc rễ tạo ra những cái hố đen. Cho nên trong cái quá trình chúng ta học về nhân quả, trong cái quá trình chúng ta học về những cái hạt giống thiện nghiệp, trong cái quá trình mà chúng ta học về lòng biết ơn này, thì chúng ta sẽ xả bỏ dần những cái chấp thủ đó, những cái kiến đó, những cái mạng đó, những cái tham sân si đó. Đúng không? Chúng ta học về lòng biết ơn, chúng ta học về nhân quả, chúng ta hiểu về nhân quả, chúng ta hiểu học về những cái hạt giống thiện nghiệp, thì chúng ta sẽ học được cái cách để chúng ta xả bỏ dần 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 dần. Chúng ta biết buông những cái mà hồi trước giờ nó gây phiền não cho chúng ta. Chúng ta biết cách để chúng ta vượt thoát ra khỏi đó. Khi mà chúng ta vượt thoát ra khỏi những cái hố đen thì chúng ta sẽ có được một cái tâm trí bình an. Chúng ta không còn ở trong những cái sự phiền não, ở trong những cái sự tức giận, ở trong những cái sự oán hận, ở trong những cái nơi mà nó làm tổn hại cái cuộc sống của chúng ta, nó làm tổn hại cái sức khỏe của chúng ta, và nó làm tổn hại luôn cả cái sự thịnh vượng ở bên trong chúng ta. Vậy thì hãy để cái lòng biết ơn thay chỗ cho những cái lúc mà chúng ta căng thẳng hay là chúng ta phiền não, để chúng ta không lãng phí thời gian của cuộc đời mình. Khi mà chúng ta phiền não, chúng ta cứ nghĩ mãi về cái điều mà người ta đã nói và làm tổn thương mình, thì chúng ta đang lãng phí thời gian của cuộc đời mình cho những cái nguồn năng lượng tiêu cực, mà những cái nguồn năng lượng đó nó hút thêm nhiều hơn những cái người tiêu cực, những cái người quấy nhiễu đến làm phiền não cuộc đời của chúng ta. Đúng không ạ? Người ta có thể làm phiền mình, nhưng mà nhiệm vụ của mình là không cho phép mình não não tức là buồn buồn bã, phiền phiền thì nó hay gây ra não, đúng không ạ? Là những cái sự buồn bã, những cái cảm xúc tiêu cực, đúng không ạ? Cảm xúc tiêu cực là ở trong chúng ta, cho nên là cái quyền kiểm soát là nằm trong tay chúng ta. Cái chìa khóa của niềm vui hạnh phúc phải nằm trong tay của mình, chứ mình không giao được, mình không không thể bỏ vào túi của bất kỳ ai ở bên ngoài kia, mình không bỏ vào tay của bất kỳ ai ở ngoài kia. Mình cho phép những người kia họ cầm cái chìa khóa niềm vui hạnh phúc của mình, cho nên là họ có quyền làm cho mình vui hay làm cho mình buồn. Một cái câu nói vớ vẩn của một cái bà ở trong chợ thôi, mình đi chợ ngang qua cái bà đó, bà nhìn mình cái tự nhiên bà nói một cái câu gì đó, bà chê mình một cái gì đó, bà khó chịu với mình cái gì đó, cái tự nhiên cái mình đi về nhà suốt cả đoạn đường mình cảm thấy lòng mình nó khó chịu, nó bất ổn, đúng không ạ? Mình ấm ức, mình phiền não. Đó là mình đã trao luôn cái chìa khóa niềm vui hạnh phúc của mình vào tay của một cái bà bán cá, bán thịt, bán rau gì đó ở ngoài chợ rồi. Đúng không ạ? Cái chìa khóa đó là cái chìa khóa vô cùng quan trọng. Chúng ta phải giữ trong tay của mình. Chúng ta không trao cho người khác. Đừng lãng phí thời gian của cuộc đời mình cho những cái phiền não, những cái điều như vậy. Đúng không ạ? Rồi như vậy có 5 điểm cần nhớ về lòng biết ơn. Đó là giữ cái trạng thái biết ơn từ những cái việc rất là nhỏ. Đúng không ạ? Rồi chúng ta phải vượt thoát khi mà có cái hố đen xuất hiện. Chúng ta phải biết ơn để mà đảo nghịch cái tình thế đó. Một cái người mới vừa nói một cái câu làm tổn thương mình, ông sếp đó tự nhiên ông kêu mình vô, ông mắng oan mình. Thì lúc đó một cái hố đen nó sẽ xuất hiện. Và vì vậy chúng ta cần phải ngồi xuống, chúng ta đào xới lên, chúng ta tìm cái cách để chúng ta biết ơn ông sếp mình. Biết ơn như thế nào để đảo ngược cái tình thế này lại. Rồi mỗi ngày chúng ta thực tập chuyển hóa cái hố đen thành cái lòng biết ơn. Cứ mỗi một cái hố đen mà chúng ta nhìn thấy, cái hố đen của cái sự vô tâm á, là cái mà chúng ta ít nhìn thấy nhất, khó nhìn thấy nhất. Cho nên là chúng ta phải quan sát mình, phải giám sát mình rất là kỹ lưỡng để mà chúng ta bắt đầu thực tập chuyển hóa nó từng chút, từng chút, từng chút. Chúng ta quan tâm hơn đến người khác, chúng ta chú ý hơn đến người khác, đúng không ạ? Chúng ta thực hành, rồi chúng ta tạo ra cái cây cầu kết nối bằng cái sự chân thành, bằng cách là nhìn sâu vào mắt người khác khi nói cái lời biết ơn. Khi chúng ta biết ơn ai đó, chúng ta cần nhìn sâu vào trong mắt của họ. Nhìn sâu vào trong mắt của họ. Cái ánh mắt á, cái ánh mắt á, nó có cái sự kết nối. Người ta nói con mắt là cửa sổ của tâm hồn, đúng không ạ? Bởi vì cái ánh mắt đó, nó truyền tải được cái tình cảm của mình. Nó truyền tải được những cái gì ở bên trong tâm của mình. Cho nên khi chúng ta nhìn vào một cái người
nhìn thẳng vào mắt họ và chúng ta có cái lòng biết ơn thực sự, chúng ta nói chúng ta biết ơn họ, họ cảm nhận được. Và chúng ta tạo ra một cái ngày họ có được một cái nguồn năng lượng tốt. Có một người, có những người chỉ cần sáng sớm ra gặp một ai đó vui vẻ chào hỏi với họ, một ai đó nói biết ơn họ là cả ngày đó họ sung sướng rồi. Bản thân chúng ta cũng vậy đúng không ạ? Tưởng tượng có sáng thức dậy mà mới mở mắt ra cái thấy ông chồng cũng đang ngồi cũng nhìn mình và ông nói là anh thật sự là biết ơn em đã đến với cuộc đời anh. Cái ngày đó của chúng ta như thế nào? Có phải là cái ngày đó chúng ta trở nên rộng lượng hơn, chúng ta bao dung hơn, chúng ta hân hoan hơn không ạ? Có phải như vậy không ạ? Bởi vì cái đó, chỉ cần một cái nguồn năng lượng như vậy, chỉ cần một chút năng lượng biết ơn đó nó truyền sang thôi, thì tự nhiên cái ngày của chúng ta nó khác đi rồi. Đúng không ạ? Cho nên chúng ta hãy từ những cái điều rất nhỏ như thế này, chúng ta hãy thực hành. Nói với con cái mình, nói với bố mẹ mình, nói với vợ chồng mình những cái điều mà mình thật sự biết ơn họ. Nói bằng cái sự chân thật, đúng không ạ? Nói bằng cái sự chân thật, nói bằng cái những cái điều mà thật sự là gần gũi. Đừng có nói cao xa, đừng có nói những cái chung chung, đừng có nói là ô biết ơn anh vì tất cả, biết ơn em vì tất cả. Tất cả là cái gì? Nó cụ thể lắm. Nó cần những cái sự cụ thể. Nó cần những cái rất là nhỏ nhưng mà rất là cụ thể. Biết ơn anh bởi vì ngày hôm qua anh đã đi rửa cái xe cho em. Đơn giản không ạ? Đơn giản nhưng mà nó thực tế. Và như vậy thì cứ mỗi lần mà cuối tuần là ông chồng ông sẽ tay tay ông xách cái xe mình đi rửa, mình khỏi phải đi rửa. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần những cái điều rất nhỏ thôi, rất nhỏ để chúng ta có cái sự kết nối với người khác. Và cái lòng biết ơn đó, cái sự trân trọng đó, nó thể hiện từ những cái điều nhỏ, không phải những cái điều lớn. Không phải những cái điều lớn lao. Dĩ nhiên lớn lao thì biết ơn là chắc chắn rồi. Nhưng mà người ta cảm nhận từ những cái điều nhỏ và người ta tích lũy những cái điều nhỏ nhỏ, những cái biết ơn từ rất nhỏ đó đó. Và nó tạo ra một cái lớn. Có những lúc ở trong cuộc đời, người ta có những cái lúc mà nó có những cái cám dỗ đúng không ạ? Có những cái cám dỗ của cuộc đời. Nhưng mà cái người ta nhớ không phải là những cái chuyện lớn, mà cái người ta nhớ chính là những cái nhỏ nhỏ đó, để dừng người ta lại được trước những cái cám dỗ, những cái cạm bẫy ở trong cuộc đời. Cho nên là chúng ta hãy tập cái thói quen đó. Hãy tập cái thói quen quan tâm, chăm sóc lẫn nhau và biết ơn nhau từ những cái điều rất nhỏ. Và cũng đừng trách móc người khác, đừng trách móc ông chồng hay đừng trách móc bà vợ vô tâm. Nói rằng là ô mình chăm sóc ổng, mình làm từng chút nhưng mà ổng không có biết ơn. Không sao cả, mình cứ nói trước đi, mình cứ thể hiện trước đi. Mình cứ nhìn vào những cái điều nhỏ nhỏ của ông chồng, mình biết ơn ổng trước đi. Thì tự nhiên tới một ngày ổng sẽ nhìn vào những cái điều nhỏ nhỏ của mình để ổng biết ơn ngược lại mình. Chúng ta không cần phải so đo, không cần phải toan tính ở trong này. Sẽ rất mệt nếu mà chúng ta sống ở trong cái sự so đo đúng không ạ? Lúc nào cũng so đo, cũng toan tính, cũng tính toán là tại sao mình cân đong đo đếm là tại sao mình làm cái này cái kia cái nọ cho ổng mà ổng không biết ơn mình. Không có quan trọng, làm thì mình cứ làm đi, tại vì mình làm mình còn có được phước đức cho mình nữa mà. Đúng không ạ? Mình quan tâm, mình chăm sóc người khác, những cái hạt giống đẹp đó mà mình gieo xuống mà nó sẽ được trọn vẹn nếu như mà mình gieo với cái tâm trạng hoan hỷ, với cái niềm hạnh phúc, với những cái cảm giác biết ơn rằng à có một ai đó để cho mình được gieo những cái hạt giống tốt lành này. Thì lúc đó chúng ta sẽ có được những cái hạt giống đó, nó được nuôi dưỡng tưới tẩm trong chúng ta, thì sẽ tới một lúc chúng ta sẽ có được cái điều đó. Chúng ta sẽ có được những cái điều tốt đẹp, người ta quan tâm chăm sóc lại mình, đúng không ạ? Chúng ta già, ai rồi chúng ta cũng già, cũng xấu xí đi, răng cũng rụng, mắt cũng mờ, da cũng nhăn. Thì khi đó sẽ có những người quan tâm đến mình. Đúng không ạ? Sẽ có những người quan tâm đến mình, vẫn có những người chăm sóc mình, sẽ có những người vẫn lắng nghe mình. Đúng không ạ? Ai già cũng nói nhiều. Ai già cũng lặp đi lặp lại một cái điều đó mà. Nhưng mà nếu chúng ta không đủ kiên nhẫn, không đủ quan tâm, không đủ chăm sóc người khác, không đủ thấu hiểu người khác, thì già chúng ta cũng sẽ không có được cái điều đó. Hoặc là trong chúng ta, nếu mà chúng ta không xài cái vốn phước đó mà chúng ta không xài trong cái lần sống này, thì chúng ta hoàn toàn có thể xài trong một cái lần sống tới, đúng không ạ? Ở trong đạo Phật thì có luân hồi, đúng không ạ? Như vậy thì nếu như mà những cái hạt giống tốt đẹp, khi chúng ta chết đi, chúng ta không có mang được gì theo ngoài những cái hạt giống của mình. Như vậy thì chúng ta muốn mang những cái hạt giống tốt đẹp để chúng ta có thể tái sinh trong một cái kiếp sống mới với những cái điều tốt đẹp, với một cái cuộc sống
nó đẹp đẽ, hay là chúng ta tái sinh ở trong những cái cuộc sống mà nó không có được những cái điều tốt đẹp, đúng không ạ? Cho nên chúng ta hiểu cái điều này để mà chúng ta biết rằng là cái đầu tư này, cái đầu tư cho cái lòng biết ơn, cái đầu tư cho những cái sự quan tâm chăm sóc chu đáo với người khác, cái đầu tư để cho mình cảm thấy hoan hỷ và người khác vui vẻ là một cái đầu tư không bao giờ mất, không bao giờ chúng ta thiệt thòi ở trong đó cả, đúng không ạ? Rồi chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải tạo ra cái cây cầu kết nối bằng cái sự chân thành, đúng không ạ? Rồi chúng ta tạo được cái dòng chảy hai chiều. Khi mà chúng ta gửi một cái lòng biết ơn đi thì tới một lúc nào đó nó đủ thì chúng ta sẽ nhận về được cái lòng biết ơn, đúng không ạ? Và chúng ta thường là chúng ta gieo cái hạt nhỏ, chúng ta luôn luôn được cái cây to, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhận về được nhiều hơn cái lòng biết ơn, không phải đến từ một người mà nó đến từ rất nhiều người, đúng không ạ? Khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta gieo cái lòng biết ơn của mình xuống. Bởi vậy nên là thầy Michael Ross có cái câu nói rằng là lòng biết ơn của bạn lan rộng đến đâu thì lãnh thổ của bạn mở rộng đến đó. Cho nên là chúng ta biết ơn đến đâu thì lãnh thổ của chúng ta mở rộng đến đó, sự thịnh vượng của chúng ta sẽ được mở rộng đến đó, đúng không ạ? Những cái điều tốt đẹp nó sẽ càng ngày nó sẽ càng chảy vào trong cái đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta nếu mà sử dụng lòng biết ơn suốt cả ngày thì thành công sẽ đến dễ dàng hơn, đến nhanh hơn. Đây là một cái điều chắc chắn rồi. Một cái sức mạnh không thể nghĩ bàn nó nằm ở đây. Chúng ta có sức mạnh trong lời nói. Một cái người có lòng biết ơn thì họ luôn luôn có được cái sự tin tưởng của người khác, có được cái sự trân trọng của người khác. Cho nên họ có một cái sức mạnh, cái sức mạnh của cái sự thuyết phục, đúng không? Sức mạnh không thể nghĩ bàn. Rồi khi mà chúng ta ý thức điều này thì mọi nỗ lực trong cuộc sống của chúng ta nó không còn vô ích nữa. Mọi cái vòng lặp của nghiệp quả nó dừng lại. Và chúng ta đã học câu chuyện công cụ về câu chuyện cây bút, bởi vì có nhiều người nói rằng là bây giờ em khó lắm, khó biết ơn lắm, tại vì ông chồng ông cứ suốt ngày ông cứ mắng ra rã mình à. Cho nên là khó biết ơn lắm, làm sao để vượt thoát cái hố đen đó? Em cố gắng nhưng mà làm sao để em vượt thoát cái hố đen đó? Bắt đầu từ nhận thức nghiệp được tạo ra như thế nào, đúng không ạ? Và ở đây Trang có cái câu chuyện ba người chồng. Câu chuyện ba người chồng này là cái câu chuyện mà thực ra với những cái người cơ bản thì Trang nói câu chuyện hai người chồng thôi để chúng ta dễ hình dung. Nghe ba người chồng thì thấy có một cái người chồng đó cảm thấy, chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta khó có thể nắm bắt. Có người hỏi là ủa, hai vợ chồng hay là hai người chồng, đúng không ạ? Đây là câu chuyện gọi là hai người chồng hay là câu chuyện ba người chồng. Rồi câu chuyện này Trang hình như Trang đã kể rồi, đúng không ạ? Bây giờ Trang xin lặp lại. Ngoài cái câu chuyện cây bút ra, để chúng ta hiểu những cái bài học trong câu chuyện cây bút rồi, đúng không ạ? Trang đã lặp đi lặp lại rồi. Và dĩ nhiên sẽ được lặp lại sau này trong cái hành trình này, mình sẽ được lặp đi lặp lại tiếp tục nữa. Bởi vì đây là cái câu chuyện kinh điển. Đây là cái câu chuyện để chúng ta có thể giác ngộ, chúng ta hiểu về tính không. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là ô, lặp đi lặp lại nó chán, câu chuyện này biết rồi. Biết là một cái chuyện, nhưng mà việc chúng ta lặp đi lặp lại để đến một lúc nào đó nó bừng sáng lên, cái sự ngộ ra đó nó bừng sáng ở trong tâm trí chúng ta là một chuyện khác. Và đó là lý do thầy Michael Ross nói rằng là bạn cần phải kể câu chuyện cây bút đó ít nhất là 3.000 lần thì chúng ta mới có được một cái ngộ. Bởi vậy cho nên chúng ta cứ liên tục kể đi, mà rõ ràng là chúng ta càng kể thì cái tự nhiên cái nhận thức của chúng ta nó được nâng tầm lên, nó nâng lên dần dần. Và đó cũng là lý do vì sao thầy Michael Ross nói rằng là nếu mà bạn tiếp xúc với một ai đó, nếu bạn gặp một ai đó mà bạn chỉ có 5 phút với họ trong cái cuộc đời này thôi và sau đó không bao giờ gặp họ nữa thì chúng ta nói cái gì? Thì cái câu trả lời rằng là kể cho họ nghe câu chuyện cây bút. Và câu chuyện hai người chồng này là câu chuyện ở một cái khía cạnh khác. Nếu chúng ta có thể gặp bất kỳ một ai đó, gia đình họ không hạnh phúc, mối quan hệ của họ không hạnh phúc, thì chúng ta cần nhớ kể cho họ nghe câu chuyện hai người chồng. Hoặc là khi chúng ta có một cái vấn đề trong cuộc sống, chúng ta cần nhớ cái câu chuyện này. Khi chúng ta ở trong một cái hố đen thì chúng ta cần nhớ cái câu chuyện này. Bởi vì cái câu chuyện này giúp chúng ta biết cách để mà có đủ nhận thức, có đủ cái khái niệm, có đủ cái trí tuệ để mà chúng ta dừng cái vòng lập nghiệp của mình lại. Vậy thì câu chuyện này như thế nào? Câu chuyện hai người chồng kể rằng có một cái cặp vợ chồng trẻ, họ có hai đứa con, một đứa 6 tuổi, một đứa 8 tuổi. Rồi hai vợ chồng này thì mỗi sáng, cái người vợ này trước khi đi làm đó thì chở con đi học, đưa con đến trường rồi đi làm.
ông chồng thì chiều đón con về, đúng không? Và hai vợ chồng họ sống với nhau cũng tốt, cũng hòa thuận, cũng vui vẻ với nhau. Rồi một ngày cô vợ nhận được một cái yêu cầu của sếp là ngày hôm sau phải đi làm sớm trước một tiếng đồng hồ để mà có một cái cuộc họp quan trọng. Và người vợ này về mới chuẩn bị, bởi vì cuộc họp rất là quan trọng, cho nên là cô mới nói với các con của mình, cô xếp sẵn quần áo đồ đạc ở đó, cô nói với các con của mình rằng là ngày mai mẹ sẽ chở con, các con đi học sớm một tiếng đồng hồ, cho nên các con phải dậy sớm trước một tiếng, mẹ đã để cái chuông đồng hồ ở đây rồi, nghe chuông reng là các con phải bật dậy, các con phải tắm, các con phải thay đồ sẵn, chạy xuống kịp ăn sáng rồi mẹ sẽ đưa các con đến trường, đúng không ạ? Thì hai đứa nhỏ nó dạ. Nhưng mà rồi hôm sau cô chuẩn bị hết mọi thứ rồi, ăn sáng sẵn sàng hết rồi, tới giờ rồi mà cô không thấy hai đứa nhỏ đâu. Khi cô chạy lên phòng để tìm thì thấy là hai đứa tụi nó vẫn còn mặc pyjama và nó chơi ném gối với nhau. Nó còn ngồi trên giường, nó còn giỡn với nhau, nó còn ném gối vào nhau, nó cười nắc nẻ trên đó. Và cô quá tức giận. Cô quá tức giận. Bởi vì cô tâm trạng của cô lo lắng nữa, căng thẳng. Căng thẳng là vì mình sẽ phải đi làm sớm, vì mình sắp trễ giờ rồi, mình vào sớm thì bị sếp la. Cho nên là với cái tâm trạng đó, cô cứ nghĩ đến những cái cảnh đó, bắt đầu cô tức giận với đứa con mình. Hôm qua mẹ đã dặn các con cái gì? Các con có nghe không? Các con có cái lỗ tai không? Các con có nhớ cái điều đó không? Các con là những cái đứa trẻ vô dụng, ngu ngốc. Đúng không ạ? Khi mà cái cơn giận lên, chúng ta có thể phát ra bất kỳ cái gì. Và sau đó là sao ạ? Và sau đó hai đứa nhỏ nó lật đật, nó chạy vào, nó cũng thay đồ, nó cũng chạy xuống, nó ăn sáng qua loa cái gì đó. Nó chỉ bỏ dở giữa chừng bữa ăn rồi đi làm, rồi đưa nó đi học. Thì hai đứa nhỏ tới trường và cô tới công ty vẫn đúng giờ, không có chuyện gì xảy ra hết. Cô vẫn đúng giờ mặc dù là có hơi cập rập một chút xíu, nhưng mà mọi chuyện đều diễn ra ổn, đúng không ạ? Rồi sao nữa ạ? Hai tuần lễ sau, khi vào một buổi chiều thứ sáu cô được về nhà sớm, cô bắt đầu cô ghé vô siêu thị, cô mua những cái món ăn. Cô nghĩ là không biết chồng mình thích cái món ăn gì ta, rồi cô con mình thích cái món ăn gì. Rồi cô về, cô trên đường về, cô mua tất cả những cái món ăn đó và trên đường về, cô hân hoan, cô nghĩ miên man về cái chuyện là hôm nay mình sẽ nấu một bữa ăn thật là ngon cho chồng, cho con, đúng không ạ? Và chồng mình sẽ rất là hạnh phúc, và chồng mình sẽ rất là biết ơn mình, sẽ thấy yêu thương mình hơn, bởi vì mình luôn luôn chăm sóc cho ảnh chu đáo, cho ảnh những cái bữa ăn rất là ngon lành, đúng không ạ? Không có ai mà nấu ăn, ảnh lúc nào ảnh cũng thấy rằng vợ mình là nấu ăn ngon nhất. Đúng không ạ? Cho nên là cô rất là tự hào, rất là hạnh phúc về cái điều đó. Và cô nghĩ tới cái cảnh mà người chồng biết ơn mình, yêu thương mình, nói những cái lời ngọt ngào với mình. Và cô cảm thấy rất là hạnh phúc về cái điều đó. Và trong cái tâm trạng hân hoan đó, cô đi về nhà. Và cô mở cửa nhà, cô bước vô nhà, tay xách nách mang. Bước vào trong nhà thì thấy ông chồng ông đang đứng ở trong bếp. Ở ngay cái chỗ cái tủ lạnh đó, không biết chuyện gì xảy ra. Và ông nói là, em đúng là cái đồ vô dụng ngu ngốc. Và cô bị sốc. Và cô cảm thấy rất là tức giận. Đúng không ạ? Và sẽ có những cái người phụ nữ khi họ tức giận thì họ sẽ không kiểm soát được, đúng không ạ? Họ sẽ phản pháo lại liền. Anh điên rồi hả? Anh khùng rồi hả? Em có làm cái gì đâu? Em có làm gì đâu? Rõ ràng là cô có làm gì đâu. Đúng không ạ? Cô đi chợ, cô mua đồ về, cô muốn nấu ăn cho chồng những cái bữa ăn ngon. Cô đang làm những cái điều tốt đẹp đấy mà. Cô có làm gì đâu. Mà tại sao tự nhiên bị ông chồng ông nói một cái điều mà nó vô lý như vậy? Đúng không ạ? Và một cái dạng phụ nữ thứ hai đó là chịu đựng. Im lặng chịu đựng. Đúng không ạ? Ông chồng ông nói, trong lòng nghĩ là chắc ông điên rồi. Đúng không ạ? Mình có làm gì đâu. Ấm ức nhưng mà im lặng không có nói, không có trả lời lại. Đúng không ạ? Không có mắng mỏ lại. Thì cả hai cái thái độ này, hồi xưa giờ đó, chúng ta thường là chúng ta cho rằng là nếu im lặng chịu đựng thì tốt hơn, phụ nữ thì nên im lặng chịu đựng, chồng nóng thì vợ bớt lời, đúng không ạ? Nhưng mà tất cả những cái sự im lặng chịu đựng mà chỉ là chịu đựng thôi, mà không có một cái sự nhận thức, không có một cái sự hiểu biết để chuyển hóa những cái cảm xúc tiêu cực ở bên trong mình. Chúng ta chịu đựng nhưng mà trong lòng chúng ta vẫn tức giận, trong lòng chúng ta vẫn ấm ức, trong lòng chúng ta vẫn những cái lời tiêu cực nó vẫn phát ra, đúng không ạ? Thì cái đó nó không phải là chịu đựng. Nó là những cái đám cháy ngầm. Mà những cái đám cháy ngầm á, thì nó còn nguy hiểm hơn cả những cái đám cháy mà nó cháy ồ ạt ở ngoài kia. Ồ ạt còn thấy dập lửa được, còn im im không có thấy. Không có thấy đâu ạ. Im im không có thấy. Nhưng mà đến khi nó bùng phát thì nó bùng phát rất là dữ dội. Cho nên là cả hai cái thái độ này đều không phải là hai cái thái độ của trí tuệ. Của trí tuệ. Như vậy thì có nghĩa rằng có
hai cái người chồng đang ở trong cái nhà bếp này, đang ở trong cái căn bếp này. Cái ông chồng thứ nhất là cái ông chồng đang mắng mỏ vào bà vợ. Cái ông chồng đang nói rằng em là một cái người vô dụng ngu ngốc. Đúng không ạ? Cái ông chồng thứ hai là một cái ông chồng mà ổng không có tự tin. Chúng ta nhớ câu chuyện cây bút rồi đúng không ạ? Cái cây bút nó không đến từ chính nó. Nó là cái gì? Đến từ cái góc nhìn của người quan sát. Đúng không ạ? Đến từ cái hạt giống trong tâm thức của cái người quan sát. Đến từ những cái ký ức, những cái hạt giống được lưu trữ ở đây. Những cái dấu ấn nghiệp được lưu trữ ở đây. Cho nên ông chồng đó, ổng không có tự tin. Ổng là cái gì? Tùy vào cái hạt giống nào ở trong tâm trí của mình nó nở ra. Nó nở ra ngay cái thời điểm đó. Đúng không ạ? Đó là hai ông chồng mình thấy dễ thấy nhất. Còn cái ông chồng mà gọi là ông chồng thứ ba đó, ông chồng mà ở trên cái hình này thì Trang để ngược nha, đừng có nhìn vào cái hình, chị đừng nhìn vào hình, chỉ nghe Trang nói thôi, rồi Trang đi qua tiếp theo dễ dễ hình dung hơn. Cái ông chồng mà mình nói rằng là mình trong lúc mình ấm ức đó, trong lúc mình tức giận đó, mình khi mà mình tức giận thì mình có xu hướng là mình đi tìm kiếm lỗi của người khác. Đúng không ạ? Khi chúng ta tức giận một ai đó, chúng ta sẽ có xu hướng chúng ta tìm kiếm cái lỗi của người khác. Và chúng ta thấy rằng là cái ông chồng mình á, ổng là một cái người rất là thô lỗ. Ổng thô lỗ, bản chất của ổng thô lỗ rồi. Ổng là một cái người không có tốt, bản chất của ổng là không tốt rồi. Ổng xấu từ chính ổng, mình là cái người tốt nè. Ổng quá là phước đức khi ổng gặp mình đi mà ổng không biết. Đúng không ạ? Mình là một cái người tốt, mình yêu thương chồng con, mình chăm lo cho chồng con, mình biết nhịn nhục, mình là cái người tốt. Cái ông chồng đó mới là không có tốt. Đúng không ạ? Ổng không tốt, ổng xấu từ bản chất của ổng rồi. Đó là chưa nói, chúng ta còn bắt đầu chúng ta nhìn ngược lên nữa kìa. Chúng ta nói ở gia đình của ổng vậy đó. Mình thấy anh chị em ổng ai cũng vậy, ai cũng nóng tính, ai cũng thô lỗ như vậy. Thậm chí nhìn bố mẹ của ổng kìa. Chúng ta bắt đầu chúng ta nhìn ra bên ngoài và chúng ta phán xét ra bên ngoài. Đúng không ạ? Thì cái người chồng mà xấu từ bản chất đó, đó là một cái người chồng mà không có tồn tại. Vì sao cái điều đó nó xảy ra, chút xíu nữa mình sẽ nói tới. Bây giờ mình nói về cái vòng lập nghiệp của mình trước. Mình nói về cái vòng lập nghiệp. Mình nhớ rằng 2 tuần trước mình có mắng con. Có thể là mình quên luôn cái điều này. Mình mắng con vì sao? Bởi vì mấy đứa nhỏ nó không có nghe lời. Bởi vì mấy đứa nhỏ đó, nó mình nói đi nói lại mình mà nó trì hoãn, nó không làm theo cái ý mà mình muốn. Và vì sao những cái đứa nhỏ này không làm theo ý mình muốn? Nếu mà mình học về hạt giống, nếu chúng ta học về hạt giống và nhân quả, thì khi chúng ta nhìn thấy những cái đứa con mà nó không nghe lời mình, đứa con mà nó bướng, đứa con mà nó không có phải như ý của mình, thì chúng ta biết rằng bởi vì cái nhân mà chúng ta đã gieo trước đó, có thể chúng ta cũng đã không nghe lời bố mẹ của mình khi còn nhỏ. Có thể chúng ta cũng là những cái chúng cũng đã từng là những cái đứa con mà nó ương bướng, đúng không ạ? Khi mà như vậy đó thì cái hạt giống của chúng ta nó trổ ra ngay chỗ này, nó trổ ra, nó nở ra ngay cái thời điểm, ngay đúng cái thời điểm này nó đủ duyên, đúng không ạ? Giống như một cái hạt giống mà nó đủ nước, đủ phân, đủ ánh nắng mặt trời. Đúng không ạ? Thì nó nở, nó bắt đầu nó nảy mầm. Thì cái hạt giống của chúng ta nó ở đây nó đủ nhân duyên và nó nảy mầm lên. Và chúng ta nhìn thấy cái cảnh là con mình nó không nghe lời mình. Thì như vậy đó, thay vì nếu chúng ta hiểu nhân quả, chúng ta hiểu về hạt giống, chúng ta sẽ quay về, chúng ta thanh tẩy. Đúng không? Chúng ta thanh tẩy, chúng ta biết cái điều này nó đến từ mình. Và chúng ta có một cái thái độ nhẹ nhàng hơn với con. Chúng ta nói chuyện với con một cách bình tĩnh, một cách có trí tuệ. Đúng không ạ? Chúng ta biết rằng à, con trễ giờ rồi, chúng ta sẽ bình tĩnh nói với nó để mà nó vẫn nghe lời chúng ta, nó vẫn làm theo, mà không phải là chúng ta bắt đầu chúng ta chửi mắng, chúng ta ném những cái hạt giống xấu vào trong chính cuộc đời của mình. Vậy thì khi chúng ta mắng con thì gì ạ? À, cái quả, đây là cái nhân mới chúng ta gieo xuống. Chúng ta mắng con là chúng ta gieo một cái nhân mới xuống. Đúng không ạ? Cái quả mà nó trổ ra đó là con không nghe lời. Rồi khi mà chúng ta nhận cái quả đó thì chúng ta bắt đầu chúng ta không nhìn ra được cái nhân chúng ta đã gieo từ trước. Chúng ta ném xuống một cái nhân mới xuống, đó là chúng ta mắng con. Và khi chúng ta mắng con này thì cái quả tiếp theo chúng ta nhận về là chúng ta bị chồng mắng. Chúng ta bị ông chồng ông mắng. Và ngay chỗ này chúng ta cũng không nhận ra luôn. Chúng ta cũng đâu biết là do cái nhân mình đã gieo xuống từ trước đó. Từ 2 tuần trước đó mình đã gieo cái nhân, cho nên bây giờ mình nhận cái quả. Mình cũng không biết cái chuyện đó luôn. Vì mình không biết chuyện đó cho nên mình mắng ngược lại chồng. Bây giờ là một cái nhân mới được gieo xuống, nghiệp nó chồng lên nghiệp. Nghiệp nó chồng lên nghiệp, đúng không ạ?
chúng ta có thể can thiệp được vào trong cái này. Chúng ta có thể dừng cái vòng lập nghiệp ở đâu? Ngay cái vị trí này. Ngay cái vị trí khi chúng ta bị chồng mắng này. Nếu chúng ta bắt đầu chúng ta hiểu về hạt giống, chúng ta hiểu về nhân quả, thì chúng ta xem xét, ô mình đã gieo cái nhân gì mà khiến cho chồng mình nhìn thấy cái cảnh chồng mình mắng mình như thế này đây. Đúng không ạ? Nếu chúng ta có đủ trí tuệ, chúng ta sẽ dừng lại được. Chúng ta có đủ nhận thức, chúng ta sẽ dừng lại được 3 giây để mà chúng ta tìm cái nguyên nhân. Hay là chúng ta dừng lại 3 giây để chúng ta không phát ra những cái lời tiêu cực. Đúng không ạ? Chúng ta không kích động vào trong cái người chồng kia để trở thành một cái cuộc chiến leo thang. Như vậy, khi chúng ta mắng ngược lại chồng thì sao ạ? Con chúng ta vẫn tiếp tục không ngoan, bởi vì cái nhân đó có được tẩy đâu? Cái nhân mà chúng ta đã từng không ngoan trong quá khứ nó có được tẩy đâu? Nó không được tẩy mà bây giờ nghiệp nó chồng lên nghiệp. Đúng không ạ? Nghiệp nó chồng lên nghiệp. Con cái sẽ vẫn tiếp tục không ngoan. Nó không ngoan là bởi vì cái hạt giống không ngoan ở trong chúng ta. Nó không ngoan là bởi vì nó nhìn thấy cái cảnh mẹ nó, bố nó lúc nào cũng gây gổ với nhau, lúc nào cũng tức giận nhau, lúc nào cũng nói những cái lời xấu xí với nhau. Thì khi cái đứa trẻ nó cũng, cái hạt giống của nó cũng được kích động lên, nó tức giận lên, và bây giờ nó không còn cái chuyện là không nghe lời nữa, mà nó bắt đầu nó nói những cái lời tiêu cực, những cái lời tổn thương, những cái lời mà gọi là hỗn hào với bố mẹ. Nó đến từ đâu? Nó đến từ đâu? Nó đến từ cái hạt giống. Và cái hạt giống mà chúng ta gieo xuống đó, hạt giống xấu, hạt này nó chồng lên hạt kia, nó tầng tầng lớp lớp như vậy. Và nó tạo ra một cái cuộc sống không có hạnh phúc, một cái cuộc sống bất ổn. Đúng không ạ? Và nghiệp nó cứ như vậy, cái vòng lập nghiệp nó được tạo ra như vậy. Và ai là cái người, ai là cái người mà có được cái quyền năng để dừng cái vòng lập nghiệp này? Chính chúng ta, phải không ạ? Chính chúng ta. Đừng kỳ vọng người khác làm cái chuyện này. Bởi vì mọi thứ đến từ mình. Nhớ cái vẫy tay thần thánh không ạ? Câu chuyện cây bút. Mọi thứ đến từ mình. Nếu cái cây bút mà nó đến từ chính nó, thì con chó cũng phải nhìn thấy đó là cây bút. Thì con người cũng nhìn thấy đó là cây bút. Thì những cái người thổ dân da đỏ kia vẫn nhìn thấy nó là cây bút. Đúng không ạ? Nhưng mà mỗi người nhìn thấy một thứ khác nhau. Người thì tưởng nó là vũ khí. Người thì tưởng nó là đồ chơi. Người thì nói nó là cây bút. Đúng không ạ? Nó đến từ cái hạt giống trong tâm thức của mỗi người. Nó đến từ phía người quan sát, từ cái góc nhìn của người quan sát. Cho nên cái tính không của cây bút nó nằm ở chỗ nào? Cũng cùng là một cây bút đó. Nó nằm ở trên bàn đó, cũng cùng là một cái vật thể dài dài hình trụ đó. Mà khi con chó và con người cùng bước vào, thì cái vật này nó là cục xương hay là nó là cái đồ chơi trong mắt con chó? Nó là cái cây bút trong mắt con người. Vậy thì bản chất của nó là cái gì? Nó không là gì cả. Nó là cái gì đến từ cái góc nhìn của người quan sát. Đúng không ạ? Vậy thì cái người chồng này cũng vậy. Cái người chồng này cũng giống như cây bút. Cái người chồng này cũng không có tự tính. Cái người chồng này là cái gì? Cũng đến từ cái hạt giống ở trong tâm trí của cái đối tượng quan sát. Đúng không ạ? Ta hình dung được chưa ạ? Vậy thì có ba cái người chồng ở đây. Cái người chồng thứ nhất là cái người chồng, Trang đổi lại cái trật tự nha. Cái người chồng mà xấu xí mà đến từ bản chất của anh ấy. Tại anh sinh ra trong một cái gia đình như vậy cho nên anh xấu như vậy. Đúng không ạ? Anh xấu từ nhỏ đến lớn rồi. Anh là cái người vậy. Cái tính anh vậy. Mình biết rồi, tính nó tính xấu. Không phải. Cái người chồng đó không tồn tại. Cái người chồng đó không tồn tại. Cái người chồng đó, cái hạt giống đó của người chồng, cái hạt giống tức giận đó, cái hạt giống xúc phạm đó, cái hạt giống đó nó được mở ra bởi vì cái sự kích động từ hạt giống của chúng ta. Cái hạt giống của chúng ta kích động vào và nó buộc hạt giống kia phải nở ra. Cho nên Trang rất thích cái cách mà thầy Michael Ross nói. Thầy nói rằng là không phải là cái ông chồng ông muốn nói cái điều đó. Ông chồng không phải ông muốn nói cái lời xúc phạm, cái lời tổn thương vợ. Ông không phải ông muốn nói rằng là em là cái đứa vô dụng ngu ngốc. Mà chính là vũ trụ nhét cái lời đó vào trong miệng của ông. Chính là hạt giống của chúng ta ép ông phải nói ra những cái lời như vậy. Những cái lời đó nó phát ra bởi vì hạt giống của chúng ta nó ép người kia phải nói những cái lời như vậy. Cho nên chúng ta hiểu cái điều đó để chúng ta không nói rằng là cái người đó xấu từ bản chất của họ. Nếu họ xấu từ bản chất của họ thì cây bút là cây bút. Bản chất cây bút là cây bút. Đúng không ạ? Cho nên không ai xấu từ bản chất cả. Mà tất cả nó đến từ chúng ta. Chút nữa chúng ta sẽ đi qua cái câu chuyện tiếp theo, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn rất là nhiều. Ngày hôm nay chúng ta chỉ học hai cái câu chuyện này thôi. Hai cái câu chuyện này để chúng ta thấm nhuần. Để mà khi một cái hố đen xuất hiện, chúng ta biết đem hai cái câu chuyện này ra, chúng ta ứng dụng vào như thế nào để chúng ta kiểm soát được cái cơn nóng giận của mình, cái cảm xúc tiêu cực của mình.
Rồi. Tiếp theo. Cái người chồng mà đang đứng la mắng trong nhà bếp kia, cái người chồng mà mới vừa quát vào người vợ nói rằng là em là một cái người vô dụng ngu ngốc. Cái người chồng đó chính là cái người chồng đến từ hạt giống của mình. Đến từ cái hạt giống ở trong cái tiềm thức của mình, ở trong cái kho tàng thức của mình. Bởi vì mình đã gieo xuống từ trước đó. Mình đã gieo cái nhân này cho nên bây giờ cái quả này nó mới xuất hiện ở trong cuộc đời của mình. Cho nên cái người chồng này là người chồng đến từ hạt giống của mình. Rồi cái người chồng còn lại là người chồng nào? Là người chồng tính không. Ông không có tự tính. Cây bút không phải là cây bút. Cây bút là cái gì? Đến từ cái tâm trí của cái người quan sát. Cho nên để hiểu được cái người chồng này, để hiểu rằng là ông chồng này ông không có tự tính. Đúng không? Ông đến để giúp mình cải thiện cái hạt giống của mình, để mà biết ơn được. Chỉ khi chúng ta chạm được vào đến cái người chồng này, chúng ta mới bắt đầu thấy biết ơn. Chúng ta hiểu được ba cái người chồng này ở bên trong cái người chồng của mình. Có ba cái người ở bên trong cái người chồng của mình. Thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu chúng ta có cái lòng biết ơn. Chúng ta biết rằng cái người nào không tồn tại, cái người mà hồi trước giờ mình cứ đổ lỗi, mình cứ phán xét, cái người đó không tồn tại. Nên trong cái quyển Không Giới Hạn Mà Trở Về Không, nếu mà ở đây chúng ta có đọc hai cái quyển sách đó của tiến sĩ Joe Vitale, ông viết về cái câu chuyện của tiến sĩ Helen dùng cái phương pháp Ho'oponopono để mà chữa bệnh cho những cái bệnh nhân tâm thần hình sự ở Hawaii đó, thì chúng ta mới có một cái câu nói rằng là những tất cả những ai mà xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta đó, họ đều hoàn hảo. Cái người chồng đang la mắng ở trong nhà bếp kia, ngay tại khoảnh khắc đó, họ hoàn hảo, họ cũng là hoàn hảo. Đúng không ạ? Bất kỳ ai, ai ở xung quanh mình cũng đều là hoàn hảo hết. Bởi vì họ xuất hiện đúng thời điểm, đúng lúc. Đó là một cái nhân duyên, một cái duyên họ xuất hiện ở đó để giúp chúng ta nhìn nhận ra cái hạt giống của mình, để giúp chúng ta học được cái bài học của mình, để giúp chúng ta cải thiện cái hạt giống của mình, để mình trở nên tốt hơn, mình trở nên bình an hơn, để mình trở nên hạnh phúc hơn. Bởi vì mình xứng đáng. Mình xứng đáng, mình đã bắt đầu được nâng lên một cái level cao hơn. Nhưng mà mình phải đi qua một cái bài kiểm tra, đi qua một cái bài thi. Và mình thi đậu thì mình lên một cái cấp độ cao hơn và mình hưởng được nhiều cái phần thưởng hơn. Còn nếu như mà mình thi rớt thì mình quay trở lại và mình lại phải ngụp lặn ở trong những cái vấn đề, ở trong những cái tổn thương, những cái cảm xúc như vậy. Bởi vì chúng ta không qua được. Cho nên chúng ta cần phải nhận thức, cái người mà đang làm tổn thương mình đó, họ đến từ hạt giống của mình. Bởi vì mình đã gieo một cái nhân tổn thương ai đó, cho nên bây giờ họ xuất hiện ở đây để giúp cho mình hiểu được. Như vậy thì bị tổn thương nghĩa là như thế nào? Và mình cần học cái bài học gì ở đây? Mình cần phải thay đổi mình như thế nào? Mình cần phải cam kết rằng từ bây giờ trở đi mình sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác nữa. Như thế nào? Đúng không ạ? Và chỉ khi mình thực hành như vậy, mình thực hành nhận trách nhiệm 100% về mình. Nếu cái người kia là hoàn hảo thì trách nhiệm là của mình. Trách nhiệm là của mình. Cái vấn đề này xảy ra là do mình. 100% là do mình. Vậy thì mình có trách nhiệm phải cải thiện nó. Mình có trách nhiệm phải thay đổi, phải chuyển hóa nó. Như vậy thì làm sao để mình có thể thay đổi, chuyển hóa nó? Chính là mình nhận thức ra được cái điều này. Để mà mình bắt đầu mình nói rằng đây là cái vấn đề của mình. Và mình quay trở về, mình thực hành cái lòng biết ơn của mình. Mình đào xới lên, mình biết ơn. Thay vì mình oán trách, thay vì mình chỉ trích, thay vì mình chê bai, thay vì mà mình xúc phạm lại cái người kia, để mà mình kích động vào trong cái hạt giống đó, nó khiến cho nó nặng nề hơn, để nghiệp chồng lên nghiệp, chồng lên nghiệp trong cuộc đời của mình. Đúng không ạ? Cho nên chúng ta bắt đầu hiểu, để chúng ta thực hành cái lòng biết ơn của mình ở đây. Chúng ta hiểu cái câu chuyện này, để khi mà một cái vấn đề nó xảy ra, một cái tổn thương nó xảy ra, chúng ta biết rằng là đây là cái người để mà đến để giúp cho mình, để giúp cho mình cải thiện cái hạt giống của mình. Đây là cái thông điệp của vũ trụ nhắc mình ngay tại thời điểm này cần phải cải thiện cái điều này. Đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ đi qua một cái câu chuyện khác. Cái câu chuyện này á, bắt đầu giúp cho chúng ta nhìn rõ hơn. Nhìn rõ hơn. Bằng cách nào? Câu chuyện này có tên là Con Sư Tử Vàng. Con Sư Tử Vàng á, là cái câu chuyện mà được Thầy Pháp Tạng, Ngài Pháp Tạng đã viết lại cái câu chuyện này từ cái lần mà Ngài giảng giải, Ngài có một cái buổi thuyết pháp ở trong cung của Hoàng hậu, của Võ Tắc Thiên, của bà Võ Tắc Thiên. Khi mà Ngài
Ngài thuyết pháp cho Võ Tắc Thiên, bởi vì Võ Tắc Thiên thì rất là thích nghe Ngài Pháp Tạng, thích nghe Ngài Pháp Tạng giảng pháp, bởi vì những cái gì mà Ngài giảng đó giúp cho bà rất là nhiều, và giúp cho bà là một cái người phụ nữ mà giữ được cái triều đại của bà trong một cái khoảng thời gian rất dài, và nó có cái sự thịnh vượng. Những cái câu chuyện khác của Võ Tắc Thiên mình không biết, mình không bàn tới, nhưng mà nếu nói về một cái triều đại, cái thời phong kiến như vậy, mà một cái người phụ nữ nắm cái quyền, cái người phụ nữ mà được coi là đứng đầu của một cái vương quốc và tạo ra một cái sự thịnh vượng, cả một cái đế chế nó lâu dài như vậy, đến từ những cái sự hiểu biết trí tuệ mà chính cái Ngài Pháp Tạng và những cái người đã chia sẻ, đã giúp cho bà Võ Tắc Thiên nhìn ra. Thì trong cái lúc mà Ngài thuyết pháp cho bà Võ Tắc, cho Hoàng hậu Võ Tắc Thiên cũng như là một số cái quan thần nghe đó, thì trước mặt Ngài có một cái con sư tử bằng vàng, có một cái tượng điêu khắc con sư tử bằng vàng, và Ngài đã cầm cái con sư tử này lên để Ngài làm ví dụ, để giúp cho mọi người có thể hiểu được là phải nhận trách nhiệm 100% về mình nghĩa là như thế nào. Và đó là cái câu chuyện con sư tử vàng được ra đời, và chúng ta có thể đọc ở trong cái tác phẩm gọi là Hoa Nghiêm Kim Sư Tử Kinh của Ngài Pháp Tạng, thì chúng ta biết được cái câu chuyện này được diễn giải rất là rõ ở đó. Và Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng có một cái quyển sách viết về câu chuyện về con sư tử vàng này, giảng giải lại cho chúng ta để chúng ta hiểu ý nghĩa cái câu chuyện mà ở trong cái Hoa Nghiêm Kim Sư Tử Kinh của Ngài Pháp Tạng. Vậy thì đây là một cái con sư tử vàng, là một cái con sư tử, cái hình tướng nó là con sư tử và nó được đúc bằng vàng. Và như vậy thì con sư tử vàng được tạo ra như thế nào? Con sư tử vàng được tạo ra từ một cái thỏi vàng ròng, đúng không ạ? Ban đầu nó là một cái thỏi vàng ròng, và phải có một cái người nghệ nhân, phải có đôi tay của một cái người nghệ nhân, của một cái nhà tạo tác, đúng không ạ? Nó là cái sự kết hợp giữa một cái khối vàng ròng và đôi tay của cái người tạo tác để tạo ra một cái con sư tử bằng vàng. Vậy thì cái con sư tử bằng vàng này nè, nó là tác phẩm của nhà tạo tác. Nếu con sư tử bằng vàng là tác phẩm của nhà tạo tác, thì cái con sư tử vàng này nó xấu hay nó đẹp, nó đến từ đâu ạ? Con sư tử vàng này mà nó xấu hay nó đẹp, nó đến từ đâu ạ? Cái người tạo tác, họ làm việc trên một cái thỏi vàng ròng và họ tạo ra cái tác phẩm là một cái con sư tử bằng vàng. Và nếu mà chúng ta nhìn con sư tử vàng, chúng ta trời ơi, con sư tử vàng gì mà xấu quá, nhìn thấy ghê, nhìn chuột không ra chuột, mà cọp không ra cọp, sư tử không ra sư tử. Nếu nó xấu như vậy thì nó đến từ đâu ạ? Có phải là tay nghề của người tạo tác không ạ? À, nó đến từ tay nghề của người tạo tác. Như vậy tương tự, nếu là một con sư tử mà nó đẹp, nó dũng mãnh, nó hoàn hảo thì nó đến từ đâu ạ? Cũng là đến từ đôi tay, tay nghề của người tạo tác. Vậy thì chúng ta nhìn vào vàng ròng là gì? Vàng ròng nó đại diện cho cái gì trong cuộc sống của chúng ta? Vàng ròng nó là cái chất liệu thôi, đúng không ạ? Nó là vô số khả năng, nó có tiềm năng vô hạn. Với cái thỏi vàng ròng này, chúng ta có thể tạo ra sư tử, chúng ta có thể tạo ra cọp, chúng ta có thể tạo ra thỏ, chúng ta có thể tạo ra nai, chúng ta có thể tạo ra Phật, đúng không ạ? Chúng ta có thể tạo ra Phật, chúng ta cũng có thể tạo ra những cái điều gì đó nó kinh khủng. Bởi vì vàng ròng nó là thuần khiết, tiềm năng của nó tùy thuộc vào đôi tay của người tạo tác mà thôi, tùy thuộc vào tâm trí của người tạo tác, tùy thuộc vào hạt giống của người tạo tác. Nếu như mà cái người tạo tác này, cái tâm họ thiện lành, họ sẽ dùng thỏi vàng ròng này, họ tạc ra tượng một cái vị Phật vô cùng đẹp. Nhưng mà nếu tâm trí của cái nhà tạo tác này, đó là những cái hạt giống xấu, những cái hạt giống ác, hạt giống bất thiện, thì họ có thể tạo ra những cái tác phẩm mà nó đại diện cho cái bất thiện. Đúng không ạ? Như vậy thì nó là sự kết hợp giữa người tạo tác và vàng ròng, nó mới ra được con sư tử vàng. Như vậy con sư tử vàng là gì? Mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta là con sư tử vàng của chúng ta. Người chồng của chúng ta là con sư tử vàng của chúng ta. Chúng ta là nhà tạo tác. Tất cả chúng ta ngồi ở đây, chúng ta tạo ra thế giới của mình. Chúng ta là nhà tạo tác. Thế giới xung quanh chúng ta đẹp hay xấu là đến từ đôi tay của chúng ta, nhà tạo tác. Hay đến từ hạt giống trong tâm trí của chúng ta, những cái gì chúng ta đã gieo trồng từ trước đó. Cho nên nếu chúng ta nói rằng là
trời ơi, tại sao mình bất hạnh vậy? Mình sống một cái cuộc sống mà xung quanh mình toàn là những cái người họ phán xét, họ ích kỷ, họ tham lam, họ khó chịu, họ hung dữ, hung hăng. Nó đến từ đâu ạ? Hạt giống của chúng ta. Chúng ta là nhà tạo tác. Những cái con sư tử vàng mà chúng ta nhìn thấy xung quanh đó đều đến từ hạt giống của chúng ta. Chúng ta nhìn đâu cũng thấy nợ nần. Chúng ta nhìn đâu cũng thấy những cái người mà họ gian lận. Chúng ta nhìn đâu cũng thấy những cái điều tiêu cực. Thì đó là bởi vì hạt giống trong tâm thức chúng ta. Nó đã thị hiện ra. Nó đã tạo ra tất cả những cái con sư tử vàng đó ở trong thế giới của chúng ta. Cho nên con sư tử vàng nó đến từ những cái dấu ấn trong tâm trí của chúng ta. Và nó có hai loại dấu ấn đó ạ. Nó có dấu ấn danh ngôn và nó có cái dấu ấn nghiệp. Cái dấu ấn nghiệp thì chính là cái mà nó tạo ra cái con sư tử. Cái dấu ấn nghiệp thì nó gọi là tròn một cái nghiệp đạo. Một cái dấu ấn danh ngôn có nghĩa là chúng ta nghĩ về một cái điều gì đó. Chúng ta ghét cái người đó. Chúng ta ghét cái người đó. Nhưng mà chúng ta chỉ ghét thôi, có một cái ý nghĩ không thích, ý nghĩ ghét thôi. Thì nó chưa có thị hiện ra một cách rõ ràng. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu, chúng ta không thích, chúng ta ghét rồi, chúng ta đi nói xấu cái người đó với một người khác, là lúc đó đã tròn một cái nghiệp đạo rồi. Nó đã tròn rồi bởi vì nó có cái hành động rồi. Thì chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra được những cái con sư tử vàng ở xung quanh mình. Chúng ta sẽ gặp những cái người mà họ không thích mình và họ bắt đầu họ đi nói xấu mình khắp nơi. Đúng không ạ? Và chúng ta nói rằng là ô, tại sao mình lại tốt như thế này mà mình gặp toàn là những người hay đi nói xấu mình, hay đâm sau lưng mình, đúng không ạ? Hay thọc gậy bánh xe mình, là bởi vì cái hạt giống của mình. Và nhớ rằng hạt nhỏ thành cây to. Cho nên những cái vấn đề lớn trong cuộc sống của chúng ta có thể đến từ những cái hạt giống nho nhỏ, những cái dấu ấn nghiệp nho nhỏ, những cái hạt nho nhỏ mà chúng ta đã cài vào trong tâm thức của mình. Và chúng ta bắt đầu, chúng ta đi lan truyền, lan tỏa ra. Chúng ta bắt đầu có những cái hành động thì nó đã tạo nên thành một cái hạt giống nghiệp. Và nhân quả thì thẳng băng, đúng không ạ? Nhân nào quả đó. Vậy thì chúng ta muốn thay đổi cái hình tướng của cái con sư tử. Chúng ta muốn thay đổi cái con sư tử. Trời, bây giờ mình có ông chồng. Ông lúc nào ông cũng uống suốt ngày. Ông cứ ăn nhậu. Ông uống bia rượu. Ông về nhà. Ông mắng vợ, mắng con. Đúng không ạ? Đó là một con sư tử của mình tạo ra đó chứ. Đó là con sư tử của mình đó. Có cái sư tử vàng của mình. Nhưng mà người chồng này có vàng rồng trong đó không ạ? Có, chúng ta đâu có tách rời sư tử với vàng rồng ra được. Nếu mà chúng ta nói rằng là tách rời sư tử với vàng rồng ra, khi chúng ta nói rằng là ông chồng này, ông bê tha lắm, ông nhậu nhẹt lắm, ông xấu từ bản chất, giống như chồng của cái chị bạn Trang mà Trang kể hồi nãy vậy đó. Ban đầu chỉ nghĩ là anh này anh xấu từ bản chất, đúng không ạ? Hồi trước nó còn dấu dấu, bây giờ nó lòi ra bản chất của anh như vậy. Nhưng mà chúng ta không biết rằng vàng rồng thì nó không có tự tính, đúng không ạ? Vàng rồng nó cũng giống như cây bút vậy đó, nó không có tự tính. Chúng ta có thể tạo hình bất cứ cái thứ gì mà chúng ta muốn. Cho nên nếu như mà cái con sư tử vàng này, chúng ta cứ tách vàng rồng ra khỏi sư tử, chúng ta không tách được. Giống như chúng ta nhìn thấy một cái con sóng ở biển đó, chúng ta thấy một cái con sóng, vàng rồng chính là nước và con sư tử chính là cái hình dạng của con sóng mà chúng ta thấy. Và chúng ta nói rằng là chúng ta chỉ thể nhìn thấy sóng mà chúng ta không thấy nước, có được không ạ? Không được. Hễ mà có sóng thì có nước, mà hễ mà có nước, nước thì có thể tạo ra con sóng. Cho nên là sư tử và vàng rồng luôn luôn đi cùng với nhau, không tách ra được. Cho nên bản chất của cái người chồng mà nhậu nhẹt bê tha đó là vàng rồng. Chúng ta có thể tạo hình lại được nếu chúng ta biết cách rèn luyện cái tay nghề của mình là nhà tạo tác, bằng cách chúng ta sửa đổi cái hạt giống trong tâm thức của mình. Vậy thì cái cách duy nhất để chúng ta thay đổi hình tướng của con sư tử vàng này là gì? Là chúng ta phải làm tan chảy cái vàng rồng này, cái con sư tử đó ra. Đúng không ạ? Làm tan chảy nó ra. Chúng ta phải nung lại cái con sư tử đó, thả vô, nung nó lại. Rồi chúng ta bắt đầu tạo hình lại một cái con sư tử mới. Như vậy có nghĩa rằng là trong tâm trí của chúng ta phải xóa hết tất cả những cái ấn tượng cũ về cái người chồng của mình. Xóa hết tất cả những cái ấn tượng cũ về những cái tiêu cực ở trong người chồng của mình, bằng cái nhận thức rằng người chồng này không có tự tính. Họ là cái gì là bởi vì cái hạt giống trong tâm thức của chúng ta, bởi vì tay nghề của chúng ta kém cho nên chúng ta mới tạo tác ra như vậy. Bây giờ chúng ta quay về, chúng ta thanh tẩy những cái hạt giống trong tâm thức của mình và chúng ta không áp những cái quan điểm, những cái phán xét của mình lên trên người kia nữa. Xóa hết, bây giờ xóa trắng hết và chúng ta bắt đầu chúng ta tạo mới lại bằng những cái hạt giống mới.
bằng những cái hình ảnh mới về người chồng ở trong tâm thức của chúng ta mà chúng ta muốn, đúng không ạ? Vậy thì cái nhà tạo tác giỏi ấy, họ hiểu rằng là họ cần phải mang cái con sư tử vàng này về, họ cần phải nấu lại, nung chảy ra lại, tạo tác mới lại, chứ không phải là họ ngồi đó họ bắt đầu họ bắt con sư tử phải thay đổi, đúng không ạ? Họ bắt con sư tử phải thay đổi bằng cách là họ giảng giải cho con sư tử nghe. Họ bắt đầu họ cằn nhằn, đúng không ạ? Họ cằn nhằn, họ giảng giải, họ giảng moral, đúng không ạ? Chúng ta có nghe mấy cái đứa nhỏ mà nó mỗi lần mà ba mẹ nó bắt đầu giảng đạo lên là nó bịt tai lại, đúng không ạ? Nó chạy trốn, nó tìm cách nó tránh né. Ông chồng cũng vậy, bà vợ cũng vậy, những cái người xung quanh chúng ta cũng vậy, đúng không ạ? Một ông sếp mà cứ mỗi lần tới giờ họp là lên bắt đầu giảng đạo đức, giảng moral cho người khác nghe, đúng không ạ? Bắt đầu đem những cái khuyết điểm của người khác ra để mà chê bai chỉ trích, để giảng giải, đúng không ạ? Chúng ta không làm được cái chuyện đó, bởi vì con sư tử vàng nó không có nghe. Nó đến từ cái hạt giống của mình thì mình phải sửa từ trong mình, chứ mình có đánh đập con sư tử, mình có tương tác với con sư tử, đúng không ạ? Mình có dùng búa mình đập nó thì nó chỉ càng ngày càng xấu xí hơn mà thôi. Cho nên nếu mà chúng ta có một cái đứa con mà nó đang nghiện game thì chúng ta phải đi tìm vào gốc rễ để chúng ta xử lý. Vì sao nó nghiện game? Chúng ta có thể trợ giúp nó bằng cách nào? Một mặt chúng ta quay về, chúng ta thanh tẩy ở bên trong bản thân mình. Một mặt chúng ta phải tìm cách để mà thu hút nó vào trong những cái việc khác. Chúng ta dành nhiều thời gian cho nó hơn, đi cho con cái của mình hơn. Chúng ta dắt nó đi chơi, chúng ta dắt nó đi bơi, chúng ta chơi thể dục thể thao với nó, chúng ta đi dã ngoại với nó, chúng ta cho nó kết nối với thiên nhiên để cho nó không có gọi là distress, tức là nó bị phân tâm, nó bị phân tán ra khỏi cái sự chú tâm của nó vào trong những cái game, những cái đó. Tùy theo mức độ nặng nhẹ, chúng ta sẽ có những cái cách, nhưng mà bằng nặng nhẹ của nó là đến từ hạt giống của mình. Cho nên cái việc mà chúng ta cần nghiêm túc là quay về để mà chỉnh sửa, chúng ta cũng phải nghiện một cái gì đó. Chúng ta nghiện công việc, cho nên chúng ta mới không có thời gian cho con cái. Và chúng ta cho rằng là chúng ta có một cái cách để chúng ta bảo vệ cái sự nghiện của mình, cái cơn nghiện của mình, bằng cách là chúng ta nói là chúng ta cần phải đi làm kiếm tiền để lo cho con cái, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta có kiếm tiền, chúng ta có giàu có lên để mà chúng ta để lại cho nó một cái gia sản mà nó đã không còn giữ được cái nó đã nghiện game, nó đã nghiện cái này cái kia, nó đã sa đà vào trong những cái thói hư tật xấu nào rồi, mà chúng ta biết rằng là cái thói xấu thì vô cùng khó để mà thay đổi, thì như vậy chúng ta có phải là đang thực sự lo cho con cái không? Hay là chúng ta chạy theo những cái tham của mình, chạy theo những cái danh lợi của mình, những cái danh vọng của mình, đúng không ạ? Những cái kết quả, những cái thành tựu của cá nhân mình mà chúng ta bỏ quên con cái, và chúng ta nhân danh con cái để chúng ta bảo vệ cho những cái nghiện của mình. Chúng ta phải nhìn ra cái điều đó để mà chúng ta bắt đầu, chúng ta quay trở về, chúng ta bắt đầu sửa cái hạt giống bên trong mình. Không phải ở ngoài kia, không phải rằng là con mình nó nghiện game thì mình sẽ nhốt nó, mình sẽ đập bể máy tính của nó, mình sẽ khóa cửa nó. Đã có những cái đứa trẻ ở trong một cái lần mà đi cắm trại đó, thì có những cái đứa trẻ mà nghiện á, thì vô trong đó thì trẻ con á, người ta để ở tầng 1 thôi. Ở tầng 1 và những cái người lớn thì ở tầng trên cao, mà những cái đứa trẻ thì ở tầng 1, bởi vì tầng 1 cho nó thấp đấy. Và ở trong cái phòng đó là người ta tắt hết tất cả những cái tivi, người ta rút cái ổ điện này kia ra hết, chỉ có một cái tivi duy nhất còn để lại, đó là ở trong cái phòng của bảo vệ, của mấy cái chú bảo vệ ngồi, là trong đó là có một cái tivi thôi. Và có những cái đứa trẻ đó, nó bị nghiện tivi, nó bị nghiện, và nó biết được rằng là nó vô là nó quan sát, mấy đứa trẻ nó nhanh lắm, nó quan sát, nó thấy được. Và cái cửa phòng nó khóa, nó mở cửa sổ ra, nó trèo ra, và cái ban tổ chức đã hết hồn khi mà từ trên cao nhìn xuống thấy cái đứa trẻ đó, nó trèo ra tầng 1, nó trèo ra cái cửa sổ và nó lần theo cái tường đó, nó đi ra để mà nó xuống cái phòng bảo vệ đó để nó ngồi nó coi tivi. Tức là cái cơn nghiện đó, khi mà cái nghiện nó lên, nó tới mức như vậy đó, nó sẵn sàng nó đặt mình vào trong những cái nguy hiểm. Như vậy thì chúng ta có nhốt nó, chúng ta có đánh đập nó, chúng ta có làm cái gì thì nó cũng chỉ tìm cách này hay cách khác để mà nó có thể thỏa mãn cái cơn nghiện của nó mà thôi. Đúng không ạ? Cho nên chúng ta đừng có ngồi đó mà chúng ta thuyết giảng cho con sư tử nghe. Chúng ta cũng đừng có ngồi đó mà chúng ta tương tác trực tiếp với nó, đánh đập nó. Chúng ta cũng không ngồi đó chúng ta kỳ vọng rằng con sư tử này nó sẽ thay đổi, mà chúng ta phải hành động bằng cách bắt đầu từ bản thân mình.
bằng cách tức bắt đầu từ cái việc nhận thức rằng cái trách nhiệm này là của mình là cái nhà tạo tác ra, và chúng ta bắt đầu chúng ta tìm những cái cách thức để mà chúng ta cải thiện bằng cái trí tuệ của mình, bằng cách là chúng ta sửa chữa cái hạt giống của mình, bằng cách là chúng ta hiểu rằng cái người chồng mà họ suốt ngày họ đi uống rượu kia chắc hẳn là họ phải tìm cái, phải có cái niềm vui gì ở đó mà ở nhà họ không có. Ở nhà họ không có cái niềm vui, cho nên là họ phải đi tìm cái niềm vui ở bên ngoài. Như vậy thì làm sao để cho cái nhà vui? Hay là mỗi lần về cái là cứ nghe càm ràm mắng mỏ thì họ lại đi tiếp, đúng không ạ? Cho nên chúng ta làm sao để tạo ra cái niềm vui đó? Đó là cái sự sáng tạo của chúng ta. Đó là cái cách mà chúng ta thực hành cái lòng biết ơn của mình, để chúng ta bắt đầu, chúng ta chuyển hóa, chúng ta có một cái sự thay đổi, chúng ta bắt đầu có những cái sáng tạo, chúng ta có cái sự kết nối lại với những cái người, những cái người ở trong gia đình của mình, hay là những cái vấn đề ở trong cuộc sống của mình, để mà chúng ta bắt đầu chúng ta chuyển hóa. Đó là một cái người tạo tác giỏi. Vì sao người ta thấy sư tử mà không thấy vàng? Bởi vì người ta không vượt thoát được những cái ý niệm. Người ta cứ cố tách sư tử và vàng ra, giống như Trang nói hồi nãy. Người ta cứ cho rằng mình đúng, người khác sai. Người ta không nhận trách nhiệm. Người ta không thấy được cái sự thật tối thượng là cái con sư tử vàng này, bản chất của nó làm ra được từ vàng ròng. Và chính cái đôi tay của người tạo tác là cái mà tạo ra cái tác phẩm đẹp hay xấu này. Vậy thì cái con sư tử vàng này nó không có tự tánh. Nó cũng giống như, vậy thì cái vấn đề ở trong cuộc sống của chúng ta, mọi cái vấn đề nó cũng không có tự tánh luôn. Nó cũng chỉ là con sư tử vàng thôi. Nếu chúng ta đang nợ nần, thì cái nợ nần đó của chúng ta cũng chỉ là con sư tử vàng. Nó bộc phát ra từ trong cái hạt giống, trong tâm thức của chúng ta. Con nghiện game hay là chồng ngoại tình, những cái gì mà hiển lộ ra bên ngoài mà chúng ta thấy đó chỉ là hình tướng của con sư tử vàng. Nó đến từ hạt giống ở trong tâm thức của chúng ta. Có nhiều bạn khi mà Trang chia sẻ tới đây thì không có chịu, nói rằng là em là một cái người sống rất là chung thủy mà chồng em thì lại ngoại tình. Đúng không? Chúng ta không thấy được, chúng ta không thấy được hết. Chúng ta đã có những cái sự phản bội ở bên trong mình như thế nào chúng ta không thấy được hết. Đúng không? Chúng ta hồi trước đó, chúng ta quý cái người này lắm, sau cái chúng ta đi nói xấu họ. Đúng không? Sau cái chúng ta xa lánh họ, sau cái chúng ta thích cái người khác hơn, chúng ta chơi thân với người khác hơn, chúng ta bỏ rơi một cái người nào đó, thì đó cũng là một cái hạt giống. Đúng không? Rồi chúng ta phản bội chính mình. Có những cái thứ chúng ta thích nhưng mà chúng ta nói rằng chúng ta không thích. Chúng ta bỏ quên những cái ở bên trong mình. Đó cũng là một cái sự phản bội. Đúng không ạ? Chúng ta có rất nhiều những cái sự phản bội mà chúng ta không có để ý. Chúng ta lúc ai đó làm cái điều gì đó tốt cho mình, chúng ta ca ngợi lên. Sau đó chúng ta bắt đầu chúng ta nói xấu, chúng ta bỏ họ, chúng ta chạy qua một cái người khác. Chúng ta đang làm cho cái công ty này, công ty khác trả tiền tốt hơn, công ty khác cho chúng ta những cái vị trí tốt hơn, cho chúng ta những cái mà để mà cho chúng ta cảm thấy rằng là ồ, chúng ta ở đó chúng ta được hoành tráng hơn. Thế là chúng ta bỏ. Đó cũng là một cái sự phản bội. Đúng không ạ? Chúng ta không có, chúng ta đến, chúng ta đi, chúng ta không có nhận thức được hết cái giá trị, cái ý nghĩa những cái gì mình đang làm. Đúng không ạ? Chúng ta chạy theo những cái lợi ích ở bên ngoài kia, những cái lợi ích mà do cái tâm tham nó dẫn dắt, thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái cảnh như vậy ở trong cuộc sống của mình. Chúng ta không giữ cam kết ở chỗ này thì người khác cũng không giữ cam kết với mình. Vợ chồng là một cái sự cam kết, đúng không ạ? Nhưng mà rồi người ta phá vỡ cam kết vì sao? Bởi vì chúng ta cũng thường xuyên phá vỡ cam kết ở đâu đó. Cho nên khi chúng ta nhìn ra cái điều này, để chúng ta thấy rằng tất cả những cái người ngoài kia, chúng ta nghĩ rằng mình là nạn nhân của họ, nhưng mà không phải. Họ là cái tác phẩm của mình. Họ là cái con sư tử vàng mà mình là cái nhà tạo tác. Mình là cái người tạo ra. Khi mà chúng ta chưa thấy được vàng ròng, chúng ta chưa giải quyết được vấn đề. Khi chúng ta hiểu được vàng ròng, khi chúng ta thấy được rằng trong cái hình tướng mà chúng ta đang thấy đó có vàng ròng, có cái sự tốt đẹp ở trong đó, có cái người chồng tính không ở trong đó, thì lúc đó mọi cái vấn đề đều được giải quyết. Cho nên có một cái câu nói là khi mà bạn thấy được vàng ròng ở trong mọi thứ, có nghĩa rằng là bạn sẽ hiểu được cái nguyên lý làm sao mà chúng ta có thể sở hữu được, có thể xây nên được một cái tòa nhà đến từ những cái hạt giống hào phóng nho nhỏ mỗi ngày của chúng ta. Chúng ta có một cái hạt giống hào phóng mỗi ngày, chúng ta gửi 5.000 vào trong một cái chúng ta đi bỏ vào trong một cái quỹ xây nhà tình nghĩa, chúng ta bỏ 3.000, 10.000, 2.000, 1.000 vào trong những cái quỹ này, quỹ nọ, quỹ kia để làm thiện nguyện. Những cái hạt giống hào phóng chúng ta làm với một cái niềm hoan hỷ, với một cái tâm hào phóng thật sự,
cái tâm mà à, năng lực của mình, khả năng của mình tới đây thì mình giúp tới đây. Làm sao để một cái người bán vé số, họ đi ngang, họ chỉ lẳng lặng, họ bỏ 1.000 đồng của họ vào trong cái thùng công đức của một cái ngôi chùa, và sau đó là họ có được một cái cuộc đời họ, họ có thể họ có được những cái, có thể họ trúng số, có thể họ họ tự nhiên họ có được một cái may mắn, một cái cơ hội nào đó đến và họ đổi đời và họ có được một cái cuộc sống sung túc thịnh vượng. Nếu chúng ta nhìn ra được vàng rồng, chúng ta sẽ hiểu được tất cả những cái nguyên lý đằng sau này. Cho nên mọi cái nợ nần, mọi cái vấn đề ở trong cuộc sống, chúng ta đều có thể giải quyết một cách rất là nhanh chóng nếu chúng ta hiểu được, nếu chúng ta thấy được vàng rồng ở trong cái hình tướng của con sư tử. Còn nếu chúng ta không nhìn thấy, chúng ta chỉ oán trách ra bên ngoài kia, thì chúng ta sẽ không có được cái phước báo đó. Đúng không? Chúng ta sẽ mãi mãi đắm đuối ở trong đau khổ, ở trong thất vọng, ở trong phiền não, ở trong những cái hố đen. Còn chúng ta muốn vượt thoát được cái hố đen, chúng ta biết rằng là mình cần phải sống ở một cái năng lượng cao, bởi vì cái sự thịnh vượng, hạnh phúc, bình an nó chỉ đến với những cái nơi nào mà có cái nguồn năng lượng cao. Và chúng ta bắt đầu chúng ta chuyển hóa, chúng ta bắt đầu chúng ta rèn giũa cái tay nghề của nhà tạo tác, thì tự nhiên cái thế giới xung quanh chúng ta thay đổi và chúng ta sống ở trong một cái trạng thái của cái sự hoan hỷ. Và như vậy chúng ta hiểu rằng hạt giống trong tâm trí chúng ta thay đổi thì chúng ta có thể thay đổi bất kỳ thứ gì ở bên ngoài kia. Tâm trí của nhà tạo tác thay đổi, tức là hạt giống thay đổi, thì hình tướng của con sư tử vàng thay đổi, tức là vấn đề sẽ được chuyển hóa. Và chúng ta cũng nhớ rằng cái câu này lặp đi lặp lại đúng không ạ? Không có gì nằm ngoài tâm trí tôi. Nếu có một cái gì đó nằm ngoài tâm trí tôi thì cái đó không có tồn tại. Cho nên đây giống như là một cái câu thần chú để luôn luôn nhắc chúng ta quay trở về. Mọi thứ nó đến từ tâm trí của mình. Cho nên cái hố đen nó cũng đến từ tâm trí của mình. Khi một cái hố đen xuất hiện, khi một cái vấn đề xuất hiện, khi một cái điều mà mình cảm thấy mình bế tắc, mình u uất ở trong đó, thì mình biết rằng là nó chỉ là hạt giống trong tâm trí của mình thôi. Nếu mình đổi hạt giống thì cái vấn đề ngoài kia nó sẽ được đổi. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu để chúng ta thay đổi cái hạt giống đó. Đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để thay đổi hạt giống? Làm thế nào để thay đổi hạt giống? Chúng ta phải bắt đầu bằng cái lòng biết ơn. Chúng ta phải bắt đầu bằng cái lòng biết ơn. Chúng ta nhìn nhận ở góc độ nhân quả. Chúng ta bắt đầu chúng ta thực hành cái lòng biết ơn đó. Chúng ta trân trọng những cái thứ mà cái người đó mang đến. Chúng ta phải tự hỏi mình rằng là cái vấn đề đó đến để cho mình cái bài học gì ở đây? Để cho mình cái giá trị gì ở đây? Đúng không ạ? Chúng ta học ra được cái bài học đó. Rồi chúng ta cần phải nhớ 10 hạt giống thiện nghiệp chúng ta đã học rồi. Và nhớ là cái slide thứ 3 đúng không ạ? Cái trang thứ 3 của mỗi một cái hạt giống là cái trang là gieo hạt bù đắp như thế nào? Chính là lúc chúng ta thay đổi cái hạt giống. Chúng ta đi gieo cái hạt bù đắp đó chính là lúc chúng ta thay đổi hạt giống. Đúng không ạ? Chúng ta thay đổi cái hạt giống. Chúng ta cam kết không lặp lại những cái hạt giống xấu cũ. Chúng ta thay đổi cái hạt giống mới. Đúng không ạ? Rồi, như vậy thì thấy sư tử là thấy vàng rồng. Và sư tử đẹp hay xấu, đó là hạt giống tốt hay xấu ở trong tâm trí của nhà tạo tác. Và công cụ của nhà tạo tác chính là lòng biết ơn. Và vì vậy, nhà tạo tác giỏi cần nhớ cái gì? Với lòng biết ơn và sự hào phóng của mình, thì chúng ta có thể thay đổi được toàn bộ cái hệ thống hạt giống ở trong tâm thức của mình. Và một cái hạt giống tốt, một cái hạt giống thì nó cần phải được gieo trên một cái mảnh đất, chính là cái cánh đồng tâm trí của mình đây. Cái hạt giống mà được chăm sóc tốt, tức là cái cánh đồng tâm trí này mà nó tinh khiết, nó thanh khiết, nó thuần khiết, thì những cái hạt giống đó nó sẽ rất dễ dàng để mà nó nảy mầm, nó nở hoa, nó ra hoa kết trái. Vậy thì cái cánh đồng tâm trí này làm sao để thuần khiết? Yoga là một trong những cái cách để mà chúng ta tịnh hóa bớt, đúng không? Để mà chúng ta bắt đầu chúng ta đưa những cái luồng khí tinh khiết ở vũ trụ này vào trong tâm trí của chúng ta, và chúng ta đẩy những cái khí ô trọc ra bớt đi để chúng ta bớt phiền não cái đã. Chúng ta có một cái thể chất khỏe mạnh thì cái tinh thần nó sẽ khỏe mạnh, đúng không ạ? Rồi chúng ta là một cái người hào phóng cho đi. Hào phóng cho đi, hào phóng hoàn hảo. Hào phóng như thế nào là hoàn hảo thì ở những cái buổi cuối chúng ta sẽ học, chúng ta cứ đi dần dần. Chúng ta biết rằng ban đầu chúng ta chỉ cần biết rằng hào phóng. Hào phóng là một cái hành động của lòng biết ơn. Biết ơn mà nói ngoài miệng hay cảm xúc biết ơn nó chỉ mới có một nửa thôi. Một nửa còn lại chính là cái hành động thể hiện cái sự biết ơn đó. Và hành động đó chính là cái sự hào phóng. Chúng ta có hào phóng lời nói. Chúng ta có hào phóng trong cái suy nghĩ của mình. Đúng không ạ? Chúng ta có hào phóng ở trong cái tài vật của mình, tiền của mình, sự chia sẻ của chúng ta với những người khác. Chúng ta cho đi nhiều hơn, chúng ta sẽ có được nhiều hơn.
cho đi bất kỳ thứ gì, cho đi yêu thương sẽ có được nhiều yêu thương hơn, đúng không ạ? Cho đi biết ơn thì sẽ có được nhiều biết ơn hơn. Cho đi cái gì thì chúng ta sẽ gặp về cái đó. Cho đi tài chính nhiều hơn thì chúng ta sẽ có được tài chính nhiều hơn. Và càng khó khăn, càng gặp rắc rối ở trong một cái vấn đề nào thì chúng ta càng phải cho đi ở trong lĩnh vực đó nhiều hơn. Khi chúng ta bắt đầu chúng ta đối mặt với một cái rắc rối ở trong bất kỳ một cái khía cạnh nào của cuộc sống thì chúng ta biết rằng là bởi vì chúng ta đã chưa có hào phóng ở trong cái lĩnh vực đó. Chúng ta còn keo kiệt ở trong cái lĩnh vực đó. Chúng ta còn so đo tính toán ở trong cái khía cạnh đó của cuộc đời mình. Cho nên chúng ta mới bắt đầu gặp khó khăn ở trong đó. Và vì vậy chúng ta cần phải cho đi. Đó là hào phóng. Cái quy luật của vũ trụ này. Vũ trụ này có một cái quy luật gọi là law of circulation, tức là cái quy luật tuần hoàn. Quy luật tuần hoàn này nó nói rằng là giống như mình hít thở vậy đó, hay là giống như máu mà nó luân chuyển ở bên trong mình vậy đó. Đó là mình hít thở, mình hít vào thì mình phải thở ra. Mình ăn vào thì mình phải thải ra. Cái gì nó vào thì nó phải có ra. Chứ còn nếu như mà giống như con tỳ hưu vậy, vào không mà không có ra thì nó sẽ bị tắc nghẽn ở trong đó và nó sẽ gây ra đau khổ. Cho nên là hào phóng là cái cách để mà chúng ta biết rằng là có vào thì có ra. Đúng không? Chúng ta lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến cái chuyện muốn có được một cái gì đó thì chúng ta phải cho đi cái điều đó. Và chúng ta phải cho đi trước, giống như người nông dân vậy đó. Họ phải gieo hạt giống xuống trước thì họ mới có một thu hoạch về một cái cánh đồng lúa, đúng không ạ? Hay là cái cánh đồng bắp, hay là một cái cánh đồng gì đó. Chúng ta phải gieo xuống trước thì chúng ta mới có thu hoạch. Còn nếu chúng ta nói rằng là chúng ta muốn có thu hoạch mà chúng ta không có cần gieo, chúng ta muốn thu hoạch mà chúng ta nói thôi cho tôi cái vụ mùa đi rồi tôi mới gieo hạt, thì không bao giờ có được. Cho nên khi chúng ta càng khó khăn ở trong một cái khía cạnh nào đó của cuộc sống thì chúng ta cần phải cho đi nhiều hơn, cần phải hào phóng hơn, cần phải rộng lượng hơn, cần phải bao dung hơn ở đó, đúng không ạ? Muốn có được mà không có cho đi, đó là một cái sự keo kiệt. Nhìn vấn đề như là vấn đề, đó là một cái sự ích kỷ. Vì sao nhìn vấn đề như là một vấn đề, nó là một cái sự ích kỷ? Bởi vì chúng ta chỉ thấy bản thân mình, trung tâm của vũ trụ, cái rốn của vũ trụ, mà chúng ta không thấy rằng chính đôi tay của nhà tạo tác này, mình là cái người tạo ra vấn đề, mà mình cứ đi đổ lỗi ra bên ngoài. Mình chỉ thấy bản thân mình thôi, mà mình không biết rằng là cái người mà họ giúp mình cải thiện cái hạt giống của mình đó, họ cũng đã phải gieo một cái hạt giống xấu xuống cho cuộc đời của họ vì hạt giống của mình. Cho nên nếu chúng ta nhìn thấy vấn đề là một cái con đường, là một cái cơ hội mở ra, là một cái điều để chúng ta biết ơn và chúng ta nhanh chóng cải thiện cái hạt giống của mình, đó mới thật sự là một cái người có lòng từ bi. Chúng ta có đủ từ bi cho cái việc đó hay không? Đúng không? Chúng ta chuyển hóa mình, chuyển hóa trong từ những cái hạt giống trong tâm thức của mình, chúng ta thay đổi hệ thống hạt giống trong tâm thức của mình, thì những người xung quanh của mình sẽ nhanh chóng được thay đổi. Và họ thay đổi để họ tốt hơn, để họ không ném những cái hạt giống xấu vào trong chính cuộc đời của họ. Đó chính là cái từ bi của chúng ta. Vậy thì chúng ta có đủ từ bi không? Chúng ta nói chúng ta yêu thương mà chúng ta có đủ yêu thương, có đủ từ bi hay không? Đó. Vậy thì mọi vấn đề, mọi hố đen nó đều có cái dạng thuần khiết của nó. Nhìn thấy sư tử cũng đồng nghĩa với cái việc là có vàng rồng ở đó. Không thể đem cái hình tướng tách rời hình tướng của sư tử ra khỏi vàng rồng. Không thể tách rời sóng ra khỏi nước. Sóng với nước phải đi cùng với nhau. Không có sóng thì chúng ta không thấy nước. Mà không có nước thì không có sóng. Đúng không ạ? Cho nên có vô số cách để mà biểu thị ra bên ngoài của vàng rồng. Vậy thì tại sao nó lại là một cái cách khó khăn với mình? Vàng rồng có thể tạo ra một cái con sư tử rất đẹp, có thể tạo ra một vị Phật. Tại sao nó lại phải tạo ra một cái tướng cướp? Tại sao phải tạo ra một cái điều xấu xí? Cũng là tác phẩm của mình thôi. Thì tại sao với mình nó lại là một cái tác phẩm xấu, mà với người khác là một cái tác phẩm đẹp? Vậy thì chúng ta hãy nhớ tay nghề của nhà tạo tác. Đừng có cầm búa đập vào con sư tử. Cái người mà cầm búa đập vào con sư tử chính là cái thể hiện cái sự tham lam, cái sự ích kỷ của chúng ta. Chúng ta mong cầu người khác phải thay đổi, người khác phải tốt đẹp, người khác phải làm cái điều gì đó cho chúng ta, mà chúng ta không cần phải thay đổi bản thân mình. Và không có cái gì mà không đến từ mình cả. Vậy thì cái công việc của nhà tạo tác nó có dễ dàng không? Không, đó là một cái công việc của sự tỉ mẩn và chăm chút. Đó là lý do mà Trang cứ nhắc đi nhắc lại rằng là chúng ta cần phải biết ơn từ những cái điều rất 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 nhỏ. Bởi vì sao? Bởi vì đó là công việc của một nhà tạo tác, tỉ mẩn và chăm chút, từng chút một. Vậy thì biết ơn sư tử vàng cũng là biết ơn chính mình. Biết ơn con sư tử vàng là biết ơn chính mình. Bởi vì con sư tử vàng nào thì cũng được tạo ra từ đôi tay của nhà tạo tác, đó là mình. Vậy thì hãy là một cái nhà tạo tác giỏi.
hãy là một cái nhà tạo tác giỏi. Hãy dành cái lòng biết ơn của mình cho tất cả những cái người xung quanh mình. Biết ơn cho cha mẹ, cho anh chị, cho thầy cô giáo của mình, cho người giúp việc của mình, cho những ân nhân của mình, cho những cái người mình gặp trên đường, cho sếp mình, cho đồng nghiệp chúng mình của mình, cho tất cả mọi người, tất cả những ai xuất hiện ở trong cuộc đời của mình. Bởi vì khi mà chúng ta có cái lòng biết ơn với tất cả những cái người xung quanh đó, chúng ta biết ơn với mọi thứ ở trong cái thế giới của mình, thì lúc đó cái hạt giống ở trong tâm thức của chúng ta, cái hệ thống hạt giống đó, nó bắt đầu được thay đổi, nó được chuyển đổi. Và khi đó chúng ta sẽ thấy những cái quả đẹp bắt đầu đến với cuộc đời của mình. Đó là cái gì mà Trang muốn chia sẻ về hai cái câu chuyện để giúp cho chúng ta vượt thoát ra những cái hố đen mà chúng ta cho rằng là quá khó để mà vượt thoát. Quá khó để mà vượt thoát. Thì chúng ta phải quay trở lại nhớ rằng là mọi thứ, mọi cái hố đen đều được tạo ra từ cái hạt giống của chúng ta, từ đôi tay của chúng ta là nhà tạo tác. Chúng ta là cái người tạo tác ra thế giới của mình. Vậy thì nếu thế giới đó là những người dễ thương, những người tốt đẹp, những người mang lại những cái giá trị trong cuộc sống của mình, những cái người mang lại cho mình những cái ý nghĩa của cuộc sống này, thì đó là bởi vì những cái hạt giống đẹp mà chúng ta đã gieo. Đúng không ạ? Và tương tự như vậy, thì nếu như mà chúng ta nhận thấy rằng là có những cái hạt giống mình gieo chưa được tốt, thì đây là cái cơ hội, thay vì mình ngồi đó mình oán trách, mình phiền não, mình đau khổ, thì mình sẽ quay trở về để mình vượt thoát cái hố đen đó bằng những cái sự hiểu biết này, bằng cái nhận thức này, bằng cái việc nhận trách nhiệm 100% này, và chúng ta bắt đầu chúng ta chuyển hóa từ mình, dùng lòng biết ơn, sự hào phóng, đúng không ạ? Dùng lòng biết ơn và cái sự hào phóng của mình để thay đổi cái hệ thống hạt giống ở bên trong tâm thức của mình. Đó là những gì mà Trang muốn chia sẻ ngày hôm nay. Trang xin cảm ơn ạ. Dạ, vô cùng biết ơn những chia sẻ của cô. Hôm nay chúng ta được hiểu sâu hơn về câu chuyện hai người chồng, ba người chồng là con sư tử vàng, đúng không ạ? Mỗi thứ xung quanh chúng ta đều là con sư tử vàng do chúng ta tạo tác. Nên người tạo tác là phải rèn của tay nghề của mình. Và lòng biết ơn chính là công cụ của nhà tạo tác. Dạ vâng. Em nhìn vô ô chat thì em thấy rất là nhiều lời biết ơn gửi đến cô Thiên Trang. Bài giảng của cô hôm nay hay quá ạ. Biết ơn cô Thiên Trang rất là nhiều. Biết ơn bài học hết sức ý nghĩa mà không dễ gì nhận thấy của cô. Biết ơn cô thật nhiều. Rất là yêu cô. Và biết ơn thầy Thái đã tạo ra cộng đồng SE để cho chúng em được học tập, cống hiến và phụng sự. Chắc là Hạnh mò không ra rồi. Cô giáo xinh đẹp bây giờ cũng trễ rồi. Cho Hạnh nói một câu. Tại vì hôm nay thật sự là cô giáo giảng rất hay, rất thấm, rất chậm. Cho nên là Hạnh chỉ muốn nói một câu, Hạnh nhắc lại một câu mà cô giáo nói trong bài diễn. Đó là khi mình đồng ngày mình nghe ông chồng của mình, đức ông chồng của mình nói tự nhiên là anh biết ơn em đã yêu thương, đã chăm sóc anh. Thì bây giờ Hạnh lấy tư cách là một người học trò để nói với cô giáo xinh đẹp là cô giáo ơi, Hạnh biết ơn cô giáo rất nhiều đã khơi thông cái dòng chảy biết ơn ở trong tâm trí của Hạnh để Hạnh thấy cuộc đời thật đẹp, thấy cô giáo thật là xinh đẹp. Ok cái cô giáo nha. Rất là biết ơn thầy Hạnh luôn. Thầy Hạnh biết là cái câu nói của thầy Hạnh là đã tạo ra một cái ngày hạnh phúc của mình và của rất là nhiều người. Trang tin là của rất là nhiều người. Bởi vì chỉ cần như vậy đó, chỉ cần chúng ta luôn luôn nhắc mình về một cái lời biết ơn thôi, thì tự nhiên chúng ta đã tạo ra một cái ngày đẹp cho những người khác ở xung quanh mình rồi. Rất là cảm ơn thầy Hạnh, rất là biết ơn em. Trang thấy Trang, dạ, xin mời thấy có Quỳnh Trang. Dạ. Nãy có Nhung nhưng mà Nhung đã rút tay xuống rồi. Dạ rồi, xin mời Quỳnh Trang ạ, mời em. Dạ. Em xin chào cô giáo và mọi người ạ. Em xin chia sẻ cái câu chuyện mà trong lúc em đang tu sửa mình á, hôm bữa tuần trước thì em có chia sẻ là mình tổ chức sinh nhật cho ba mẹ mà nói lời cảm ơn á, thì trong cái hành trình đó là em chủ chủ rất là ưu ái và giúp cho em đến một người, đó là chị dâu của em. Tại vì một mình em á, thì em không thể nào mà tự mình làm nói trực tiếp với ba mẹ, thì vũ trụ gọi đến em, đó là chị dâu và giúp đỡ cho em. Là hai chị em đang nói chuyện thì vô tình đó là hỏi về cái sinh nhật của em, rồi xong đó thì em mới cái suy nghĩ là em làm sinh nhật cho ba mẹ là cũng từ lâu rồi. Xong rồi chị dâu em mới giúp em á, là hai chị em cùng nhau đi mua bánh kem rồi về mình nói lời cảm ơn với ba mẹ. Thật sự lúc đó thì ba mẹ em khóc,
là em thấy được cái sự hạnh phúc, chứ không phải như lúc trước đó, là em chỉ thấy được cái sự đau khổ của ba mẹ. Cái đó là một cái vũ trụ gửi đến cho em rất là biết ơn. Và cái ngày mà Chủ nhật tuần vừa rồi em chia sẻ với cô là em được biết cô từ hai người chị. Em nói là trong lòng em á, em khởi lên cái ý là em sẽ được chia sẻ và tự em sẽ nói lời cảm ơn đến cô trực tiếp. Thì xong cái ngày đó thì sáng em tình em đang làm cái cây biết ơn, thì cái em vô tình vô phòng đọc sách thì em đã thấy cái liên bài giảng của cô, thì em vô và em muốn là em chia sẻ. Và cái ngày đó thì em được cảm ơn cô trực tiếp, em rất là vui. Ở trong cái câu chuyện lúc trước là em cứ nói là tại sao mọi người cứ nói xấu em, mà ra cái chuyện đó thì mọi người chưa có biết rõ ràng mà luôn nói xấu em. Đó là câu chuyện trong công ty em làm, cho đến một ngày em học và hai chị của em và đến bài giảng của cô là mình chịu trách nhiệm 100% về mình, thì lúc đó em bắt đầu là em lên công ty của em và em chính miệng em đứng trước nguyên cái tổ và em xin lỗi ba người mà lúc trước em đã từng có cãi lộn. Là trong thời gian đó là 3 tháng em đi làm nhưng mà không có nhìn mặt nhau. Mà đến lúc cái ngày mà em tự mình đứng ra nhận lỗi về mình, đó là lỗi của em và em xin lỗi mọi người. Xong đến bây giờ thì trên tổ em mọi người làm việc rất là vui vẻ, không có còn cái sự khó chịu khi gặp nhau nữa. Đó là em biết ơn và em xin gửi lời cảm ơn đến cô và mọi người đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn rất là nhiều luôn. Trang xin phép trả lời luôn một cái câu hỏi nữa của Mai Trường để mà mình kết thúc cái Zoom sáng ngày hôm nay nha. Mai Trường có hỏi là sao thấy có người cứ mắng con vô cớ nè, rồi chửi chó mắng mèo mà sao cứ được chồng tôn trọng và yêu thương. Chúng ta hiểu rằng là hạt giống mà khi mà nó trổ ra nó cần có thời gian. Những cái quả mà chúng ta đang nhận ngày hôm nay là bởi vì những cái hạt ở trong quá khứ mà chúng ta đã gieo xuống. Rồi còn những cái hạt mà chúng ta gieo ngày hôm nay thì tương lai nó mới trổ quả. Không có cái cây nào mà gieo ngày thứ hai, thứ ba nó ra quả hết. Đúng không ạ? Cho nên là cái người đó có thể hiện giờ họ đang được chồng yêu thương, tôn trọng, mình nhìn thấy. Nhưng mà trong tương lai mình không có biết được. Trong tương lai nếu mà họ vẫn tiếp tục gieo những cái nhân xấu như thế này thì cứ đúng ngày, đúng giờ thôi. Hạt giống nó trổ ra mình đâu có biết. Ngày giờ nào nó trổ ra mình không có biết. Nhưng mà nếu họ vẫn cứ tiếp tục làm như vậy thì tới một ngày họ sẽ nhận về cái quả mà họ, tại vì nhân quả thẳng băng. Nếu chúng ta tin vào nhân quả thì chúng ta biết rằng là mọi cái hạt giống mà gieo xuống thì nó sẽ đều trổ ra hết. Nó đều trổ ra hết. Và cứ thể mà gieo nhân nào thì gặt quả đó. Đúng không ạ? Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Nếu mà đã gieo cái nhân xấu xuống thì chắc chắn cái quả xấu sẽ được gặt ở trong tương lai. Nhưng mà bây giờ đang gặt một cái quả tốt thì biết rằng chắc chắn ở trong quá khứ đã từng gieo cái nhân tốt. Đúng không ạ? Cho nên là chúng ta hiểu cái điều đó, chúng ta tin vào nhân quả, chúng ta hiểu cái điều đó. Thì chúng ta hãy cho mình một cái kết luận ở trong tâm trí của mình rằng là thôi từ bây giờ trở đi mình cứ gieo những cái nhân tốt. Mình cứ gieo nhân tốt cho cuộc đời của mình đi. Đừng nhìn vào xung quanh rồi xong rồi mình thấy cái cảnh là ô, cái người đó tại sao họ tính họ xấu vậy mà họ vẫn được chồng yêu thương, rồi họ vẫn có giàu có tiền bạc, mà không hiểu rằng là trong cái tương lai có thể họ gặp cái chuyện gì đó. Mình không, tại vì mình cứ nhìn thấy cái trước mắt mà mình không nhìn thấy được cái nguyên nhân sâu xa ở đằng sau. Và khi mà mình không nhìn thấy được cái nguyên nhân sâu xa ở đằng sau đó mà mình đưa ra kết luận vậy thì mình cũng đâu có cần phải sống tốt làm gì á, thì đó là một cái hạt giống vô cùng nguy hiểm ở trong tâm trí của mình luôn. Nó có thể tạo ra một cái thế giới quan sai cho mình. Mà cái thế giới quan sai thì nó dẫn tới là nó sai hàng loạt. Cho nên là hãy nhớ cái điều đó để lúc nào cũng giữ sống theo nhân quả. Quy luật nhân quả là cái quy luật mà nó vận hành cả cái vũ trụ này. Không sai, không sót, không sai, không sai một cái ly nào hết á. Nó vận hành vô cùng chính xác luôn. Cho nên đừng vì những cái trước mắt mà tạo ra một cái sự hiểu sai ở trong tâm thức của mình. Thì khi đó chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta nghĩ rằng là ô, như vậy mình đâu có cần. Nhiều người ăn hối lộ ngoài kia mà họ vẫn giàu mà. Cho nên như vậy thì mình có quyền hối lộ, mình cũng có thể làm giống như họ. Đúng không ạ? Chúng ta đừng hiểu như vậy, tất cả đến từ nhân quả của một người hết. Không có cái gì nằm ngoài nhân quả của chúng ta. Thì đó là cái mà Trang muốn chia sẻ với cái câu hỏi của Mai Trường. Trang xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ, em rất là biết ơn câu trả lời tuyệt vời của cô ạ. Và rất là biết ơn cả nhà đã tương tác cho đến giây phút này. Dạ,
Thật sự ra là còn rất là nhiều, em biết rằng còn rất là nhiều câu hỏi mà các quý thầy cô, quý cô chú anh chị muốn gửi đến cô và trao đổi trong buổi hôm nay, nhưng mà em cũng xin phép được dừng chương trình ngày hôm nay tại đây, và rất là xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị, quý thầy cô đã hiện diện trong chương trình. Biết ơn vì những vì chúng ta lại có nhân duyên để được nhận những giá trị tuyệt vời này. Và hôm nay mỗi chúng ta đều bắt đầu hành trình trở thành một nhà tạo tác giỏi, đúng không phải không ạ? Dạ. Và tất cả những chia sẻ của chúng ta sẽ được gửi đến cô vào trong chương trình tuần sau nhé. Trước khi kết thúc chương trình thì em cũng xin được thay mặt ban tổ chức thông báo và vào lúc 20 giờ tối nay, hôm nay là Chủ nhật ngày 9 tháng 10, chúng ta sẽ có một cái chương trình là giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên vào buổi thứ hai dưới sự dẫn dắt của cô Thanh Mai và cô Hoàng Anh. Rất mong quý thầy cô, quý cô chú anh chị lan tỏa thông tin này đến cho con, cho cháu, cho các bạn học sinh, sinh viên tham gia chương trình. Và em biết chắc rằng chương trình này sẽ vô cùng hữu ích cho tất cả các bạn trẻ. Dạ, xin chúc cả nhà ngày Chủ nhật tràn đầy năng lượng yêu thương. Học xin chào và hẹn gặp lại vào Chủ nhật tuần sau. Dạ, rất là biết ơn mọi người. Dạ.